không nên động thủ, lối đi này không quá ổn định, một khi lực lượng trùng kích quá lớn, sẽ tùy thời sụp đổ, đến lúc đó, thật sự không có người có thể cứu. Nàng còn không có động thủ, nhất phần cách đó không xa quát lớn một tiếng. Nghe được quát lớn, nàng mới chú ý, cái lối đi này cũng không phải đặc biệt ổn định, lực lượng quá lớn sẽ sụp đổ. Ở địa phương khác mặc dù không gian nghiền nát đối với mọi người ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng ở chỗ này liền khó mà nói, chung quanh là vòng xoáy hắc phong. Một khi thông đạo nghiền nát, khẳng định thập tử vô sinh. Hắn nói không sai, cái lối đi này ở trung tâm vòng xoáy hắc phong, một khi nghiền nát, ai cũng cứu không được, hơn nữa, cái lối đi này chỉ có thể duy trì một canh giờ, đến bây giờ, thời gian đã không sai biệt lắm, trong vòng 5 phút, nhất định sẽ sụp đổ. Kha Thánh Tôn Giả nở nụ cười. Khó trách hắn nói nhảm nhiều như vậy, nguyên lai là kéo dài thời gian, một khi đến giờ, thông đạo sụp đổ, bọn người Nhất Vân sẽ không có biện pháp tiến vào hồn thiên thế giới thông đạo sụp đổ ngươi cũng sẽ chết, giống như đối với ngươi không có chỗ tốt gì à. Nhất Vân hử lạnh. Ta sẽ chết. Bất quá, Tu La Vương đã để lại linh hồn lạc ấn của ta, cho dù chết, đồng dạng có thể phục sinh, mà các ngươi liền không nhất định rồi. Kha Thánh Tôn giả cười ha ha. Thì ra là thế. Đã như vậy, vậy ngươi chết trước đi. Biết rõ đối phương không có sợ hãi, lúc này thời gian cấp bách, Nhất Vân chẳng muốn nói nhảm, bàn tay đột nhiên mãnh liệt trào về phía trước. Bàn tay của hắn không có bất kỳ chiêu số, thoạt nhìn như có như không, suy yếu vô lực, lại mang theo lực lượng để cho người khó có thể tránh né. Một trò này bên ngoài đơn giản, nhưng lại là hắn vận chuyển thiên phú võ đạo sư thi triển ra công kích mạnh nhất, một khi ra tay, không lưu tình chút nào. Để cho ta chết, người phải có thực lực kia lại nói. Kha Thánh Tôn giả đối với Nhất phân tịnh không để ý, cười lạnh liên tục, một quyền nghênh qua. Oanh! nắm đấm đối bính chung một chỗ ương lượng cuồng bạo dọc theo thân thể lan tràn hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước tuy hai người công kích lợi hại lực lượng lại không tán giật mảy may tu vi đạt tới loại cảnh giới như bọn hắn lực lượng chỉ biết dùng ở trên chiến đấu dư thừa tiêu hào, chỉ có thể nói lực khống chế quá kém bất quá tuy lực lượng không có phát ra nhưng nổ vang sinh ra khí kình vẫn để cho không gian chung quanh phát ra giòn vang chậm chậm tựa hồ tùy thời có thể tan nát cho dù tu la vương có thể làm cho ngươi phục sinh ta đoán ngươi cũng không muốn chết à dù sao sau khi phục sinh về thực lực cũng sẽ giảm xuống không ít về sau có thể tu luyện tới hiện tại hay không cũng còn không nhất định một quyền đối oanh biết rõ thực lực của đối phương còn cao hơn mình nhất vân không tiến công nữa mà cất cao giọng nói cái gọi là phục sinh trên thực tế chỉ là để cho ý thức của người một lần nữa thức tỉnh cũng không có nghĩa là thực lực cũng tùy theo phục sinh thật giống như nhấp đồng cùng long hoàng nếu như bọn hắn phục sinh nương theo thực lực chỉ sợ hiện tại linh giới đã sớm không tồn tại nữa những chuyện này không cần ngươi quan tâm tóm lại ta chết còn có thể phục sinh các ngươi thì không nhất định rồi kha thánh tôn giả cũng không bị nhiếp vân châm ngòi ly gián đầu độc cười khẽ một tiếng hai hàng lông mày dương lên thực lực đạt tới loại tình trạng này như bọn hắn tâm trí kiên định cho dù có thiên phú đầu độc sư cũng không phải một hai câu có thể đầu độc vậy sao ta ngược lại muốn nhìn người có thực lực gì Nguyệt Nhi, chung một chỗ động thủ. Thấy đối phương chấp mê bất ngộ, biết rõ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Nhất Vân hử lạnh một tiếng, tay trái hàn băng kiếm, tay phải bắt đầu kiếm, song kiếm vạch phá thương khung, đâm tới. Đây không phải thời điểm chú ý đơn đà độc đấu, phải mau chóng giải quyết thằng này, bằng không thì thông đạo thời gian vừa đến triệt để nghiền nát, bọn hắn cũng phải chết ở chỗ này. Đạm đài lăng nguyệt cũng minh bạch điểm ấy, không hề nói nhảm, thân thể mềm mại khẽ động, hóa thành ảo ảnh đầy trời, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện mấy cái nàng từng người đều mang theo lực lượng vô cùng anh kích mà xuống trước kia chiến đấu nàng đều không có lấy ra sức chiến đấu mạnh nhất lúc này biết rõ tình cảnh nguy cấp vừa ra tay liền thi triển công kích lợi hại nhất xuân thu cự quyền nho môn thánh điển thấy hai người không nói hai lời trực tiếp động thủ trong mắt kha thánh tôn giả cũng lộ ra vẻ ngưng trọng hí dài một tiếng hai tay quay cuồng một quyển sách cự đại bay ra sách vừa xuất hiện bầu trời vân quang nở rộ màu ngọc bích ngàn tia chung quanh vang lên thanh âm đọc sách sáng sủa trong thanh âm thời gian hỗn loạn không chịu nổi xuân hạ thu đông bốn mùa tương giao hiển hiện để cho người phân không rõ thời gian trôi qua hay đình trệ lại là thánh điển quý giá nhất của nho môn người sáng lập nho giới khâu thánh luyện chế xuân thu cự quyền quyển sách này ẩn chứa tinh khí thần của khâu thánh phối hợp công pháp nho môn thi triển ra quy lực so với bắt đầu kiếm còn muốn mạnh hơn vài phần lúc này treo trên không trung lập tức ngăn cản công kích của nhiếp vân cùng đạm đài ở bên ngoài ầm ầm ba người giao thủ phát ra dư âm càng thêm lợi hại thông đạo lần nữa nổ vang không ngừng run rẩy vài chỗ xuất hiện vết dạn nguy rồi nhanh dừng tay thông đạo lập tức muốn đứt ra thấy một màn như vậy sắc mặt của tu du tẩu và nhan chi đồng thời thay đổi thực lực ba người quá mạnh mẽ thông đạo vốn không ổn định không quản bọn hắn làm khỉ gió gì khắc chế ra sao nhưng toàn lực phát huy lực lượng tạo thành dư âm chiến đấu vẫn để cho nơi đây không chịu nổi, tùy thời sẽ vỡ ra. Ra ra, Nhan Chi, các ngươi cùng Nguyệt Nhi chung một chỗ, áp chế Kha Thánh Tôn giả một cái hô hấp, nửa cái hô hấp cũng được, phải nhanh một chút. Nhất Vân không rảnh trả lời bọn hắn, sốt ruột la lên. Tốt! Trong chiến đấu, tuy một cái hô hấp nửa cái hô hấp cực kỳ trọng yếu, nhưng đạt tới loại cấp bậc như Kha Thánh Tôn giả, mặc dù cho ra thời gian dài như vậy, cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn. Trừ khi bọn hắn triệt để diệt sát linh hồn, bằng không thì tuyệt đối là cục diện bất tử bất diệt mà muốn diệt linh hồn nửa cái hô hấp thật sự có chút quá ngắn tuy tu du tẩu nhan chi không biết nhiếp vân muốn nửa cái hô hấp làm gì nhưng từ tín nhiệm đối với hắn đồng thời gật đầu không dành chú ý đồng thời ra tay hai đại cường giả từ thượng cổ đồng loạt ra tay quy lực quả nhiên không giống bình thường lực lượng nổ vang như nghiền áp bao phủ xuân thu cự quyền lập tức áp chế xuống thời gian nháy con mắt Kha Thánh Tôn giả ở dưới tam đại cường giả áp chế, xuất hiện gốc trệ ngắn ngủi. Đúng là lúc này, các ngươi đi mau. Không kịp nói, chỉ dùng linh hồn truyền âm, như vần cái gì cũng chẳng quan tâm. Tay phải biến thành xích kim sắc, lăng không trào tới Kha Thánh Tôn giả, đồng thời tay trái lăng, không vẽ, một cái. Giờ màu áo, bị đầu ngón tay của hắn đâm, thông đạo nguyên bản đã xuất hiện vết dạn rốt cuộc không chịu nổi, lập tức sụp đổ sụp. Đi thôi, tay phải mạnh mẽ tiễn đưa ném kha thánh tôn giả từ khe hở đi ra ngoài nhấp vân quay người bỏ chạy thông đạo vỡ vụn ở đây đã không có nơi dung thân phải nắm chặt thời gian ly khai a à, hắn mới vừa rời đi liền chứng kiến vòng xoáy hắc phong đen kịt hoàn toàn bao phủ kha thánh tôn giả đối phương chỉ phát ra một tiếng kêu thê thảm liền triệt để biến mất hóa thành cho tàn bọn người nhấp vân muốn trong thời gian ngắn đánh chết hắn là không được nhưng ném hắn vào vòng xoáy hắc phong lại vô cùng đơn giản nghe tiếng kêu thảm lúc này nhất vân mới tin tưởng vòng xoáy hắc phong đáng sợ lòng còn sợ hãi lực lượng toàn thân giống như thiêu đốt dốc sức liều mạng tháo chạy bọn người đạm đài lăng nguyệt nghe được phân phó đã rời đi trước rồi tốc độ của ba người không chậm hơn hắn nhanh như điện chớp đang không ngừng tiến lên không đến nửa cái hô hấp thông đạo mấy trăm vạn dặm liền xẹt qua ở dưới chân bốn người bọn họ thân hình dừng lại lúc này mới phát hiện không gian sau lưng đê triệt để hỗn loạn thông đạo vừa rồi cũng đã mất đi nguy hiểm thật chứng kiến không gian sau lưng nghiền nát nhớ tới kha thánh tôn giả vừa rồi kêu thảm không dứt mọi người một hồi tim đập nhanh thực lực chân chính của kha thánh tôn giả so với nhan chi cũng không kém mảy may ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có chết ở trong đó phòng xoáy hắc phong này thật sự là đáng sợ xem ra lúc trước võ đạo sư tổ có thể thông qua tuyệt đối là đi đại vận đáng tiếc bản xuân thu thánh điển kia loại tạo hóa tiên khí này cho dù toàn bộ thiên địa lục đạo cũng không nhiều cứ như vậy hủy, thật sự. Nhìn không gian cách đó không xa tổn hại, tu du tẩu lắc đầu. Đối với Kha Thánh Tôn giả chết, bọn hắn không có bất kỳ thương cảm, phản bội nhân loại đầu nhờ vào tu la vương, chết chưa hết tội. Chỉ là hắn chết cũng không sao, hủy diệt một kiện tạo hóa tiên khí đỉnh phong, thực sự quá đáng tiếc. Xuân Thu ở đây, tu du tẩu lời còn chưa nói hết, như phần nở nụ cười, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách thật dày xuất hiện ở trong lòng bàn tay chính là bảo vật trước kia Kha Thánh Tôn giả thi triển. Ngươi, tất cả mọi người nháy con mắt, sắc mặt cổ quái. Vừa rồi rõ ràng chứng kiến Xuân Thu Nương theo Kha Thánh Tôn giả tan biến rồi, như thế nào sẽ ở trong tay hắn, lại nói, thứ này không thể luyện hóa sao? Không có luyện hóa, làm sao sẽ xuất hiện ở trong đan điền của hắn? Ta có Thiên Phú Thâu Thiên Sư, trộm một quyển sách là vô cùng đơn giản, lại nói lúc ấy Kha Thánh Tôn giả ốc còn không mang nổi mình ốc, ta lấy vô cùng đơn giản Nhiếp Vân nở nụ cười. Đối với những người khác mà nói, không có luyện hóa liền muốn lấy đi bảo vật của đối phương cực kỳ khó khăn, nhưng đối với hắn có được thiên phú Thâu Thiên Sư mà nói, không đáng kể chút nào. "Nguyệt Nhi, cái này cho ngươi, nhìn xem có thể luyện hóa hay không." Tiện tay ném Xuân Thu Thánh Điển cho Đạm Đài Lăng Nguyệt. Có được bốn tạo hóa tiên khí, hắn cần nhiều hơn nữa đối với thực lực tăng trưởng cũng ảnh hưởng không lớn, còn không bằng cho Đạm Đài Lăng Nguyệt, mau chóng tăng thực lực lên tuy Đạm đài lang nguyệt tu luyện công pháp đạo môn nhưng đạo pháp tự nhiên nàng lại tu luyện tiêu giao du của điệp sinh đạo nhân dung hợp một bản xuân thu thánh điển hẳn không phải là vấn đề gì tốt đạm đài lăng nguyệt minh bạch ý của hắn cũng không cự tuyệt cắn nát đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên kha thánh tôn giả vừa chết bản thánh điển này chẳng khác nào không có chủ ngón tay nàng chỉ ở phía trên lập tức xuất hiện rất nhiều cảnh tượng lộn xộn vô số nội dung quan trọng của nho môn như cuồng phong trùng kích đến tựa hồ muốn phá nát trong đầu của nàng. Nhan Chi chứng kiến loại tình cảnh này, hư lạnh một tiếng, khí tức toàn thân biến hóa, theo thanh âm và khí chất của nàng. Nội dung nho môn, như gặp được đồ vật đáng sợ nhất, nhao nhao ẩn nặc, không dám giao phong. Thiên đạo, đại đạo, nhân đạo, luyện hóa. Nương theo nội dung nho môn bị áp chế, đạm đài lăng nguyệt thét dài một tiếng, cả người giống như thiên đạo áo nghĩa. Linh hồn lực khổng lồ lập tức tiến vào xuân thu thánh điển, thời gian nháy con mắt, bản nho môn kinh điển này liền bị luyện hóa dung nhập thân thể của nàng thiên đạo sư linh hồn sư hai đại cao thủ đồng thời ra tay cho dù bảo bối này lợi hại gấp đôi cũng sẽ bị luyện hóa không tốn bao nhiêu công phu ầm ầm nương theo luyện hóa xuân thu thánh điển tu vi của đạm đài lăng nguyệt vốn bất động mạnh mẽ nhảy lên toàn bộ hồn thiên thế giới như động đất linh khí rậm rạp không ngừng nổ vang thiên phú càng cao tăng thực lực lên cần cái giá càng lớn đạm đài lăng nguyệt thân là thiên đạo sư xếp hạng thứ ba tiềm lực to lớn cơ hồ không có người có thể thay thế muốn tấn cấp liền khó hơn vốn là nàng vừa mới tấn chức tiên quân không lâu muốn tăng lên dù chỉ một tia cũng ít nhất tốn hao mấy ngàn năm lúc này bất đồng triệt để luyện hóa xuân thu thánh điển tương đương đã luyện hóa được một cao thủ thực lực còn mạnh hơn nàng lực lượng lập tức có biến hóa một hồi nổ vang kịch liệt thực lực một đường tấn cấp không đến mười cái hô hấp đã đột phá tiên quân sơ kỳ tiến vào trung kỳ vững vàng đứng ở trung kỳ đỉnh phong. Tuy biên độ tấn cấp không phải đặc biệt lớn, nhưng sức chiến đấu tăng cường không chỉ một lần, nếu như lần nữa cùng nhan chi chiến đấu, cho dù người thứ hai, thủ đoạn ra hết cũng không phải đối thủ. Thiên phú thiên đạo sư bài danh thứ ba cũng không phải xưng hô đơn thuần. Năng lực vượt cấp chiến đấu, ngoại trừ tu la vương cùng nhiếp vân, không người có thể so sánh. Cảm ơn. Luyện hóa xuân thu thánh điển, lít nhìn nhan chi, đạm đài lang nguyệt gật gật đầu tuy bằng vào thực lực của nàng cũng có thể luyện hóa bản thánh điển này nhưng khẳng định phải tốn hao không ít công phu có nhan chi trợ giúp tốc độ nhanh hơn không ít không sao tiện tay mà thôi nhan chi khoát tay ở đây hẳn là hồn thiên thế giới chúng ta nhanh lên chậm trễ thời gian dài như vậy tu la vương hẳn đã tìm được ám ma chi tâm đánh gãy hai người nói chuyện vẻ mặt tu du tẩu nghiêm túc nhìn lại tiền phương xuất hiện ở trước mắt mọi người là một thế giới vô cùng lớn không gian còn muốn vững chắc hơn linh giới mặc dù không có chút sinh cơ nào, lại mang theo khí tức để cho người ôn hòa. Thật giống như ở đây mới là căn nguyên của cả linh giới, để cho người sức sống tràn trề. Ở đây lớn như vậy, làm sao tìm được ám ma chi tâm? Nhan chi nhíu mày. Cái này, chẳng những là nghi ngờ của nàng, ngay cả bọn người nhiếp vân cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù hồn thiên thế giới này không có rộng như linh giới, nhưng tuyệt đối gấp mấy chục lần phủ thiên đại lục, hơn nữa không gian chặt chẽ, cho dù dùng linh hồn tìm kiếm, không có nửa ngày là tuyệt đối không thể tìm được. Ám Ma chi tâm là căn cơ của ma giới, chỉ cần người tu luyện ma công, vận chuyển ma công, liền có cảm ứng rất mạnh, Nhiếp Vân, lần này phải nhờ vào ngươi." Tu Du Tẩu nói. "Ân." Nhiếp Vân gật đầu. Trong bốn người, chỉ có hắn tu luyện linh tê luyện thể quyết, cũng chính là ma công, muốn dùng ma công tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào hắn. Tinh thần tập trung, linh tê luyện thể quyết đệ bát trọng đại thành chậm rãi vận chuyển con mắt đen nhánh có chút hiện hồng. Ở bên kia, một tia ma khí từ đỉnh đầu hắn phún dũng ra, thẳng tắp bay đi. Đạo ma khí này, như đã tìm được bổn nguyên, mang theo cảm giác hân hoan. Theo sau, mọi người biết rõ đây là ám ma chi tâm mang đến hiệu quả, cũng không kinh ngạc, theo sát đằng sau ma khí, thẳng tắp đi về phía trước. Không gian của hồn thiên thế giới vững chắc, nhưng thời gian lộ ra có chút hỗn loạn, hành tẩu ở trong này, nếu như khó giữ được nội tâm, rất nhanh sẽ lâm vào mê huyễn không thể tự thoát ra đây là đặc tính của thế giới này giống như trọng lực của tinh cầu mặc dù bọn người nhiếp vân thực lực siêu tuyệt cũng không thoát khỏi được xem ra thời không loạn lưu bên ngoài đều là bị hồn thiên thế giới ảnh hưởng phi hành ở trong đó nhiếp vân rút cuộc hiểu rõ nơi phát ra thời không loạn lưu khó trách thời không bên ngoài hỗn loạn như thế toàn bộ là bị hồn thiên thế giới này ảnh hưởng một tiểu thế giới rõ ràng ảnh hưởng phạm vi lớn như thế đủ thấy năng lượng nơi này đáng sợ cỡ nào trước kia một mực nghi hoặc vì sao ở địa phương cường đại như linh giới cũng không có thời không loạn lưu nguyên lai like căn bản ở chỗ này chư vị xin dừng bước đang phi hành một thanh âm to rõ vang lên lập tức một bóng người chậm rãi xuất hiện bóng người này cử chỉ có độ thân hình cao lớn mang theo thư khí dày đặc hai mắt thương cảm thoạt nhìn mang theo lòng nhân tử mặc trường bào thanh âm thanh tịnh to rõ lại là một đại nho mặc dù vị nho giả này không có phóng thích áp lực nhưng theo nhiếp vân tựa hồ còn cường đại hơn kha thánh tôn giả vừa rồi nhất cử nhất động mang theo thiên đạo phương đạo quân đạo nhân đạo chi ý cho người một loại cảm giác nghiêm minh đây là nho giới chi chủ khâu thánh kẻ có được thiên phú thiên quân sư xếp thứ sáu nhất vân đang nghi hoặc thân phận người đến đạm đài lăng nguyệt truyền âm tới nho giới chi chủ chẳng lẽ hắn cũng đầu hàng tu la vương nhất vân nhíu mày trước kia kha thánh tôn giả phản bội để cho người rất căm tức rồi chẳng lẽ vị này đường đường chủ nhân nho giới một trong mấy tồn tại đỉnh phong nhất thiên địa lục đạo khâu thánh cũng phản bội nếu thực như thế còn không biết năm đạo khác còn có người phản bội hay không nếu như có đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là đà kích cự đại còn không có chiến đấu đã có thế giới đầu hàng nếu lúc trước có người nói với hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi trước kia ta còn đang suy nghĩ vì sao kha thánh tôn giả sẽ có xuân thu thánh điển của ngươi hiện tại xem ra ngươi cũng đầu phục tu la vương Khâu Thánh, chẳng lẽ anh ngươi đã quên khế ước lúc trước giữa chúng ta? Chứng kiến Khâu Thánh xuất hiện, kinh ngạc nhất cũng không phải Nhiếp Vân, mà là Tu Du Tẩu, sắc mặt trầm thấp, thần thái có chút ảm đạm. Hắn và Khâu Thánh là hảo hữu nhiều năm, lúc ấy cùng một chỗ hứa hẹn vì cứu sinh linh của thiên địa lục đạo mà cố gắng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng đối phương lại phản bội. Khế ước, hiện tại ta là thực hiện khế ước giữa chúng ta, vì cứu thương sinh của thiên địa lục đạo. Khâu Thánh lắc đầu nói. Tu Du Tẩu buông tha đi, Tu La Vương không cách nào chiến thắng, cùng hắn chiến đấu, hủy diệt lục đạo, để cho vô số sinh linh đổ thán, còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Tu La Vương đã đáp ứng ta, chỉ cần chúng ta cam tâm tôn hắn làm chủ, sẽ không diệt thế, để cho nhân loại tiếp tục an cư lạc nghiệp. Tu La Vương nói, người rõ ràng cũng tin tưởng, hắn là đại ma đầu tội ác tay trời a. À? sắc mặt của Tu Du Tẩu khó coi, cùng Tu La nói điều kiện, quả thực là muốn chết hiện tại tu la vương không có khôi phục thực lực đỉnh phong nhất có lẽ có thể nghe những lời nói nhảm này một khi đạt tới chỉ sợ người thứ nhất giết đúng là vị này hắn sẽ chấp hành lời hứa đã trải qua vô số kỷ nguyên hắn cũng mất đi hứng thú tiếp tục dễ thế duy nhất muốn làm chính là muốn nhân loại cùng tu la hòa bình ở chung mà không phải tàn sát lẫn nhau chỉ cần chúng ta đáp ứng điều kiện hắn sẽ không hùng hổ dọa người không bức bách chúng ta lên tử lộ khâu thánh nói tu la cùng nhân loại hòa bình ở chung lần này không đợi tu du tẩu phản bác ngay cả Nhất vân cũng nhịn không được lắc đầu xem ra khâu thánh này thật sự quá đơn thuần rồi tu la trời sinh thị sát khát máu để cho hắn cùng nhân loại ở chung một chỗ tựa như nhốt sói hoang vào bầy cừu làm sao có thể chung sống hòa bình thôn vệ tu luyện giả nhân loại bọn hắn có thể tấn cấp huyết mạch con mồi cùng người đi san tầm đó trừ khi một phương chết nếu không không có khả năng ở chung đây là thiên tính không thể sửa đổi các ngươi không cần không tin tu la vương cam đoan với ta chỉ cần nhân loại tha thứ tu la tu la tuyệt sẽ không tùy ý tàn sát nhân loại như vậy hai đại chủng tộc hoàn mỹ dung hợp chung một chỗ nhân gian không còn giết chóc quan đạo phương đạo thuận lợi thực hành thiên địa nhất thống chẳng phải so với hiện tại người chết ta sống tốt hơn nhiều sao khâu thành nói trong lời nói đối với tương lai mỹ hảo mà trong lòng hắn xây dựng kích động không thôi điều đó không có khả năng không nói tu la vương nói có thể tin hay không chỉ nói lần trước hắn diệt thế giết chết tất cả thân nhân của ta là không thể tha thứ ngươi tránh ra ta không hy vọng trở mặt với ngươi cũng hy vọng ngươi không nên khó xử ta tu du tẩu phất tay đánh gãy hắn tưởng tượng cha mẹ bằng hữu của tu du tẩu cơ hồ đều vẫn lạc ở tai nạn lần trước có thể nói chỉ cần người từ thượng cổ còn sống sót đều có thù không đợi trời chung với tu la vương cũng chính bởi vì loại cửu hận này trèo chống bọn hắn mới kiến chỉ đối phó tu la vương đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn ngay cả tổ tông cũng đã quên, tu du, ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, dám ngăn trở, giết là được. Hai hàng lông mày của nhan chi dương lên, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Đối với vị cố nhân này, nàng hiển nhiên càng quả quyết hơn tu du tẩu, ai dám ngăn cản nàng đối phó tu la vương, liền giết kẻ đó. Xem ra chư vị là bị cửu hận che giấu, quên thiên hạ thương sinh, đã như vậy, nho môn ta phải bảo vệ chính đạo, vì thiên hạ thương sinh trấn thủ các ngươi muốn đi qua trước hết chiến thắng ta rồi nói sao thấy thái độ của hai người khâu thánh biết rõ không có khả năng điều dài quát lạnh một tiếng khí thế trên người bay lên đánh thì đánh đến đây đi tu du tẩu cũng bị kích thích nắm đấm xếp lại thời không kích động ầm ầm ngay thời điểm song phương hết sức căng thẳng tùy thời có thể chiến đấu toàn bộ hồn thiên thế giới đột nhiên kịch liệt lắc lư một cổ lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm tuôn đến á ma chi tâm xuất thế tu du Tẩu biến sắc hồn thiên thế giới chấn động mang theo một cổ ma khí phách tuyệt thiên địa để cho tất cả mọi người từ sâu trong nội tâm cảm thấy áp lực phảng phất như quay mắt về phía một thế giới cự đại không cách nào chống cự chỉ từ điểm đó không cần tu du Tẩu nói ngay cả nhất vân cũng biết chắc là tu la vương tìm được ám ma chi tâm nếu không sẽ không tuôn ra lực lượng cường đại như thế nhất vân nguyệt nhi nhan chi các ngươi nhanh đi ngăn cản tu la vương khâu thánh lưu cho ta tu du tẩu thét dài một tiếng lực lượng trên người như thủy triều tuôn ra lơ lửng không trung khí lãng cuồng bạo một lớp đón lấy một lớp bàn tay mạnh mẽ đưa về phía trước một trường ấn cự đại lăng không nhấn tới khâu thánh thời không ở dưới trường ấn này lập tức tan rã giòn như một khối thủy tinh đây là lần thứ nhất nhiếp vân chứng kiến tu du tẩu thi triển toàn lực không hổ là cường giả nửa bức xích thiên cảnh quả nhiên đáng sợ một mình ngươi liền muốn chiến đấu với ta còn chưa đủ đối mặt công kích của hắn khâu thánh không còn bộ dáng nho nhã như trước kia hử lạnh một tiếng một quyền anh kích đến nắm đấm của hắn quang minh chính đại mang theo cảm giác vương đạo quân đạo để cho người có loại cảm giác chính nghĩa không thể đối kháng vừa xuất hiện liền mang theo y thế quét ngang khí phách vô song nửa bước xích thiên cảnh không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng đột phá rất tốt xem ra là ta xem thường ngươi rồi người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không thấy nắm đấm của khâu thánh oanh kích đến tu du tàu đã biết thực lực của đối phương ánh mắt lộ ra ngưng trọng song trưởng hỗn nguyên tựa như sông lớn đảo cát lại giống như hái ngôi sao ở trên bầu trời nương theo hắn múa hai tay linh khí chung quanh bị kéo xoay tròn phát ra thành âm nức nở nghẹn ngào một cổ lực lượng thổi phá linh hồn tụ tập áp chế mà đến oanh hai đại cao thủ va chạm thời không vỡ ra chúng ta đi mau biết rõ tu du tẩu thi triển toàn lực là vì ngăn chặn khâu thánh lưu lại thời gian cho nhóm người mình nhất phân thét dài thẳng tắp vỏ tới phương hướng ám ma chi tâm xuất thế muốn đi đi được sao bất quá hắn còn không có bay xa một trưởng ấn lăng không mà đến ngăn ở trước mặt đúng là khâu thánh cùng tu du tàu chiến đấu không nghĩ tới hắn một bên chiến đấu còn có thể đánh ra công kích cường đại như thế hừ nhan chi hử lạnh bàn tay một phen một sợi dây nhỏ cổ quái phá không mà ra đâm thẳng trưởng ấn trước mặt bành bị dây nhỏ đụng một cái, trưởng ấn vỡ vụn. Linh hồn sư xếp hạng thứ 8, tự nhiên có thủ đoạn công kích đặc biệt. Đi! Biết rõ bây giờ không phải là thời điểm dây dưa, Như vân kéo đạm đài lang nguyệt, tiếp tục bay đi, thời gian nháy con mắt liền bay ra khu vực khâu thánh cùng tu du tàu chiến đấu. Tuy thực lực của khâu thánh mạnh, nhưng thực lực của tu du tàu và nhan chi không thể yếu hơn hắn bao nhiêu, hai người liên thủ là quyết không xảy ra ngoài ý muốn. Né tránh đối phương công kích, nhiếp vân cùng đạm đài lăng nguyệt một đường đi về phía trước lần này lại không có ngăn trở rất nhanh hai người liền chứng kiến một viên cầu cự đại xuất hiện ở trước mặt viên cầu này lớn như ngôi sao phóng ra lực uy hiếp chớ tới quấy dày để cho người còn chưa tới trước mặt liền cảm thấy khí tức bức bách khó chịu đến cực điểm trong viên cầu một cổ ma khí dày đặc để cho người hít thở không thông nhấp nhô nhiếp vân tu luyện linh tê luyện thể quyết không tự chủ được vận chuyển nhanh hơn phảng phất như gặp được vật đại bổ hoàn mỹ nhất ám ma chi tâm các người có thể nhanh như vậy tới đây có chút vượt quá dự liệu của ta hai người vừa tới trước mặt tinh cầu một tiếng cười nhàn nhạt, nhạt vang lên lập tức một thiếu niên chậm rãi từ đằng sau tinh cầu bay tới tu la vương bản tôn của hắn rốt cục xuất hiện ta nên gọi ngươi tu la vương hay nhấp đồng thở ra một hơi nhấp vân không có khẩn trương như người khác nhìn thấy tu la vương ngược lại trong ánh mắt mang theo phức tạp khẽ nói ngươi gọi ta cái gì cũng được ta là nhấp đồng cũng là Tu La Vương. Tu La Vương cười nhẹ đi tới, cử chỉ vô cùng ưu nhã, giống như song phương không phải địch nhân, mà là bằng hữu nhiều năm. Mặc dù các ngươi tới nhanh, nhưng đáng tiếc, Ám Ma Chi Tâm Tà đã bắt đầu rèn luyện rồi, tin tưởng dùng không được bao lâu sẽ luyện hóa. Tu La Vương nói xong chỉ chỉ tinh cầu. Lúc này, hai người nhiếp vân mới phát hiện một đạo hắc khí nhàn nhạt, nhạt bao phủ tinh cầu, tựa hồ đang không ngừng áp chế lực lượng phát ra trong đó, muốn luyện hóa nó. Nguyệt Nhi, động thủ biết rõ một khi đối phương luyện hóa thành công, thực lực khẳng định còn có thể bạo tăng, đến lúc đó liền không có người có thể ngăn trở. Nhất phần thấp giọng hô, bắt đầu kiếm dơ lên, một kiếm đâm ra. Một kiếm bình thản, ở trên không trung chậm rãi đẩy về phía trước, lập tức biến ra vô số mũi kiếm, giống như toàn bộ kiếm quang bao phủ thiên địa lại, huy sái ra thiết cát. Nhất kiếm hoàn vũ. Mặc dù biết trước mắt chính là đệ đệ, nhưng hắn không có chút lưu tình nào. Muốn cứu đệ đệ, chỉ có trước đả bại tu la vương đây là vấn đề tránh không thoát lòng dạ đàn bà sẽ chỉ làm hắn lâm vào khốn cảnh vĩnh viễn không cách nào cứu đệ đệ ra thiên đạo quyền đạm đài lang nguyệt cũng biết người trước mắt cường đại đôi mi thanh tú nhăn lại một quyền nghênh tiếp nàng luyện hóa xuân thu thánh điền lực lượng như cầu vồng một quyền đánh ra như đầm rách thiên địa xé mở một thông đạo tiến về địa ngục ca ca nhìn thấy đệ đệ một chút thân tình cũng không giảng trực tiếp ra tay thật sự không tốt lắm a à đối với hai người công kích tu la vương không thèm để ý kinh ngạc cười cười bàn tay chảo qua giờ mau áo nhất kiếm hoàn vũ như độc xà bị đánh bảy tấc cho dù uy lực cường thế lại thủy chung trốn không qua đầu ngón tay của đối phương một chiêu ngăn trở tuyệt chiêu của nhiếp vân quyết đoán kiên quyết như thế quả thực nghe giận cả người nhìn xem chiêu này của ta ngươi phải chăng có thể chống đỡ được nhất kiếm hoàn vũ bị đối phương nắm trên mặt Nhất vân không có chút uể oải nào ngược lại bình thản như nước bắt đầu kiếm hóa thành nửa vòng từ một góc độ quỳ dị đâm ra chiêu này phảng phất như vi phạm sinh lý học của thân thể con người thoạt nhìn không có khả năng lại thật đâm ra hơn nữa uy lực mạnh kinh đạo kịch liệt so với nhất kiếm hoàn vũ càng cường đại hơn nhất kiếm chu thiên hiện tại liên nguyệt kiếm pháp chỉ sáng chế ba thức nhất kiếm phá trần nhất kiếm hoàn vũ cùng nhất kiếm chu thiên chiêu này bởi vì uy lực quá lớn một mực không thi triển qua lúc này dùng hết toàn lực đánh ra lực lượng toàn thân phối hợp tiên lực hình thành một đạo kiếm khí sáng chói ong ánh sáng long lanh đâm thẳng tới ngực của tu la vương chiêu này còn có chút ý tứ chứng kiến uy lực kiếm chiêu này sắc mặt của tu la vương ngưng trọng bất quá chợt nở nụ cười ngón tay lần nữa điểm một cái nghênh đi qua ân ngay khi ngón tay của hắn điểm lên nhất kiếm chu thiên lập tức phát hiện không đúng cũng không phải chiêu này uy lực cường đại cỡ nào mà là uy lực rõ ràng như có như không chỉ là cái thủng rỗng hư chiêu hắn lập tức biết rõ đó là hư chiêu mạnh mẽ ngẩng đầu bình tĩnh biến mất lập tức bị lạnh lùng thay thế chỉ thấy như vân đánh ra hư chiêu lúc này đã đi tới trước mặt ám ma chi tâm tay trái hàn băng kiếm thoáng một phát đâm ra thời gian nháy con mắt liền chặt đứt hắc khí liên hệ nguyên lai like vừa rồi toàn lực công kích chỉ là giả mục đích thực sự là ám ma chi tâm đường đường tu la vương một mực dùng ảo cảnh lừa gạt người khác dùng các loại thủ đoạn khiến người khác mắc lừa Năm mơ cũng không nghĩ tới Ngay cả chính hắn cũng bị đãi ngộ đồng dạng Khó trách ngươi là ca ta Cho tới nay ta đều xem thường ngươi Đã như vậy Ở đây liền làm nơi táng thân của ngươi à Trong mắt hiện lên một đạo hận ý Thần sắc vốn là khiêu khích biến mất không thấy gì nữa Thân thể nhoáng một cái Bàn tay kéo dài vươn ra chảo tới Nhất Vân Muốn động thủ với hắn Trước thông qua ta rồi nói sao Bàn tay của hắn còn chưa tới trước mặt Nhất Vân Một tiếng quát vang lên bàn tay như ngọc trắng của đạm đài lang nguyệt quay cuồng nghiền áp xuống vừa rồi nhất vân đã câu thông với nàng phương án tác chiến vô luận đơn đả độc đấu hay hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của tu la vương đã như vậy còn không bằng nghĩ biện pháp trước luyện hóa ám ma chi tâm lại nói chính bởi vì cân nhắc đến điểm ấy nhất vân mới cố ý đánh hư chiêu thừa dịp đối phương không chú ý đi tới trước mặt ám ma chi tâm nếm thử luyện hóa chỉ bằng ngươi cũng xứng tu la vương nhớ mày dưới chân không ngừng một quyền oanh ra ầm ầm hai đại cao thủ quyền trưởng va chạm hồn thiên thế giới vững chắc lập tức liệt ra lỗ hồng cực lớn đạm đài lăng nguyệt trầm mặt phun ra một búng máu tươi nhiếp vân có thể luyện hóa hay không dưới tình thế cấp bách hô lên có thể luyện hóa bất quá ta cần ít nhất 10 phút nhưng trước ngăn cản hắn lại nói chứng kiến đạm đài lăng nguyệt một chiêu đã bị đánh tổn thương trong nội tâm nhiếp vân sốt ruột thét dài một tiếng muốn xông lại mười phút trong nội tâm đạm đài lang nguyệt mắt lạnh thực lực bây giờ của nàng cho dù có chỗ tinh tiến nhưng so với tu la vương còn có tranh lệch nhất định chính thức chiến đấu mà nói mười phút khẳng định đã chết mấy lần ngăn không được tu la vương hắn chắc chắn sẽ không cho phép nhất vân an ổn luyện hóa ám ma chi tâm chờ đến lúc đó từng cái bị kích phá còn không bằng hai người liên hợp vẫn là chức ngăn cản hắn a à, chúng ta không thể luyện hóa cũng để cho hắn không cách nào luyện hóa đạm đài lang nguyệt cắn răng lần này tới mục đích chủ yếu là ngăn cản tu la vương luyện hóa ám ma chi tâm chỉ cần hoàn thành liền tính thắng lợi tốt nhất vân cũng minh bạch đạo lý này không đi quản ám ma chi tâm niết tay thành quyền người ở trên không trùng uốn éo quay người chém ra kim cương lưu ly thể đệ cử trọng phối hợp 300 lần lực lượng đánh ra băng quyền loại băng quyền này tuy nói là thủ đoạn công kích đơn giản nhất trực tiếp nhất trong chiến đấu người bình thường ai cũng có thể thi triển nhưng là một trong các quyền pháp thực dụng nhất đại đạo diễn sinh đến đỉnh phong sẽ hóa mục nát thành thần kỳ hóa rầm ra thành đơn giản hiện tại chiêu này của nhiếp vân là như thế thoạt nhìn là chiêu số đơn giản nhất lại bao phủ mấy chục vương vị mặc dù đối thủ là tu la vương như trước cảm thấy khó có thể dung chuyển không cách nào tránh né cho tới nay ta không có động thủ với ngươi hôm nay liền cho ta xem xem ngươi đến cũng có bản lãnh gì lại làm ca ca của tu la vương ta tu la vương cũng là người quyết đoán biết rõ không giải quyết hai người trước mắt là không thể nào an tâm luyện hóa ám mà chi tâm. Nhớ mày, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Một nửa linh hồn khác của hắn nhận người trước mắt là ca ca, hắn sẽ không nhận. Hiện tại thừa dịp trong thời gian ngắn ngăn chặn đối phương, vừa vặn chiến đấu một hồi. Nhìn xem nhiếp vân có tư cách gì, làm ca ca của tu la vương hắn. Thân thể nhoáng một cái, giống như thuấn di đi ngang 78 mét, cũng là một quyền oanh kích. Nắm đấm đối nắm đấm, đối mặt bằng quyền uy lực vô cùng của nhiếp vân, Hắn lựa chọn cứng đối cứng. Oanh, hai thiết quyền đụng một chỗ, đây là lần đầu Nhiếp Vân cùng Tu La Vương chiến đấu ở trên ý nghĩa chính thức, chỉ cảm thấy khớp xương đau đớn, cả cánh tay lập tức nổ tung. Cứng rắn so lực lượng, hắn không phải là đối thủ của Tu La Vương. Bất quá, Tu La Vương cũng không tốt hơn chỗ nào, nắm đấm như khí cầu lõm vào, xương ngón tay nát tan, xem ra kim cương lưu ly thể đệ cửu trọng phối hợp 300 lần chiến lực, để cho hắn ăn thiệt thòi không nhỏ. Rất tốt, thân thể không tệ nhưng nếu chỉ có loại thực lực này mà nói muốn trở thành đối thủ của tu la vương ta còn làm không được cánh tay hất lên xương ngón tay vỡ vụn hoàn hảo không tổn hao gì khí tức của tu la vương không có chút uể oải nào ngược lại trong mắt thiêu đốt chiến hỏa ở trước hắn một người có được thiên phú đặc thù xếp hạng thứ nhất thứ hai thứ chín thứ mười một người là kẻ có được thiên phú thiên đạo sư nuốt bất luận ai đều có thể để cho thực lực của hắn bay vọt về chất so với nuốt ám ma chi tâm càng mạnh hơn nữa vậy sao ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy nhất vân chấn động toàn thân cánh tay vỡ vụn khôi phục như lúc ban đầu võ đạo đan điền trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn khí tức càng ngày càng mạnh vốn là huynh đệ sinh tử phó thác lúc này lại thành cừu địch không chết không ngớt hô bàn tay chảo một cái không gian trước mặt sụp đổ trước kia thu phục chiếm được tứ đại hung thú bay ra thao thiết hỗn độn ác thú cùng kỳ tứ đại thần thú đã làm yêu sùng của nhất vân đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Xem ra ngươi đã thu phục bốn gia hỏa không đáng tin cậy này, bất quá, chúng có thể phản bội ta, cũng có thể phản bội ngươi. Nhìn thoáng qua, Tu La Vương cười lạnh. Không cần châm ngòi ly gián, thế giới này không cần Tu La chấp hành diệt thế, ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn thắng lợi. Biết rõ đối phương mang theo hương vị châm ngòi, nhiếp vần lời đẩy. Lúc này bốn thú tăng thêm hắn và đạm đài lang nguyệt, hiện lên cục diện vây kín, tuy không cách nào đánh chết, nhưng ngăn cản hắn luyện hóa ám ma chi tâm vẫn có thể làm được. Vậy sao? Cái này khó mà nói. Tu La Vương khẽ cười một tiếng, đột nhiên thân thể cấp tốc tiến lên, một đạo quyền mang giống như cầu vồng kích xạ ra, phương hướng không phải nhất vân cũng không phải tứ đại hung thú, mà là đạm đài lang nguyệt. Thiên thủ bình chướng. Sau lưng đạm đài lang nguyệt tỏ khắp tiên lực, thời gian nháy con mắt liền xuất hiện mấy ngàn bàn tay biến ảo, từng cái đều kết lấy thủ ấn bất đồng, đồng thời điểm về phía trước. Giờ màu áo ngàn tay tạo thành một bình chướng cự đại ngăn ở trước mặt ánh sáng lưu truyền tản mát ra uy nghiêm thiên đạo không thể kháng cự loại uy nghiêm này đối với người bình thường mà nói là đáng sợ đến cực điểm nhưng đối với tu la vương lại không coi vào đâu hắn xuất thế chính là vì hủy diệt thiên đạo như thế nào lại quan tâm chút áp lực ấy oanh thất thải quyền mang cùng thiên thủ bình chướng va chạm lực lượng điên cuồng nghiền áp răng rác một tiếng đạm đài lăng nguyệt không chịu nổi trước khi chiến đấu đến chấm dứt Nửa cái hô hấp cũng không có kiên trì nổi. Nguyệt Nhi không nghĩ tới thực lực của Tu La Vương cuồng bạo như thế, so với vừa rồi cùng hắn đối quyền con cường đại hơn nhiều lắm. Nhiếp Vân dưới tình thế cấp bách, tháp trụ ấn mạnh mẽ ngăn ở trước đạm Đài Lang Nguyệt. Tứ đại hung thú ở dưới mệnh lệnh của Nhiếp Vân, nhao nhao ra tay, bất quá, Tu La Vương giống như tính toán toàn bộ rồi, cười to một tiếng, cấp tốc lui về phía sau, hắn vừa tiến vừa lui tầm đó phối hợp hoàn mỹ không tì vết, không có chút sơ hở nào để cho tất cả công kích đều rơi xuống một bên, không đánh được tới người. Vừa rồi ngươi chơi đùa ta một lần, lần này trả lại ngươi. Trong tiếng cười, Tu La Vương đã từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trước mặt ám ma chi tâm, bàn tay duỗi dài, trực tiếp cắm vào hạch tâm tinh cầu. Nguy rồi! Thấy một màn như vậy, nhiếp vân nguội lạnh một nửa. Tu La Vương này thật sự quá biết đùa bỡn tâm cơ rồi, vừa rồi giả bộ công kích đạm đài lang nguyệt, thực tế mục đích vẫn là ám ma chi tâm. Trước kia hắn trêu đùa đối phương một lần, đối phương liền dùng phương pháp đồng dạng, lần nữa đánh trả. Muốn luyện hóa ám ma chi tâm, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, đại minh tính tâm châu. Ngón tay của đạm đài lăng nguyệt điểm một cái, một viên cầu quay tròn xuất hiện. Đúng là nhất vân từ Phật giới trộm đến đại minh tĩnh tâm châu. Cái bảo vật này là thích giả Phật tổ từ hỗn độn đoạt được, một trong Phật giới trí bảo, quy lực vô cùng. Lúc này nàng không chút do dự tế luyện ra, thẳng tắp vọt tới ám ma chi tâm, Phật âm nổ vang. Phật ma không cùng tồn tại, tuy đại minh tính tâm châu xa, xa không bằng ám ma chi tâm, nhưng có thể triệt tiêu một bộ phận ma tính để cho ám ma chi tâm mất đi hiệu quả vốn có. Muốn dùng đồ vật Phật môn đến ô nhiễm ám ma chi tâm, nghĩ không tệ. Tu La Vương cười khẽ một tiếng, một bàn tay khác hoạch xuất nửa vòng, không gian trước mặt hắn lập tức vạn vẹo, để cho hắn giống như tiến nhập một thế giới khác, cho dù uy lực của đại minh tĩnh tâm châu không kém, lại thủy trung công kích không đến trước mặt. Họa thủ hư không? một chiêu họa thủ hư không này thoạt nhìn đơn giản, nhưng tiên quân đỉnh phong cũng khó làm được, dùng tinh thần lực cường đại phối hợp động tác ở trong thời gian ngắn thiết cát ra một không gian khác, cùng hồn thiên thế giới song song, mặc dù thực lực có mạnh hơn gấp 10 lần nữa, cũng không tổn thương được mảy may. Chiêu này, Nhiếp Vân cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ đến Tu La Vương này tiện tay sử xuất, hơn nữa thuần thục như thế. Như vậy, há không phải nói đối phương đã dựng ở thế bất bại, không thể chiến, thắng. Bắt đầu kiếm hàn băng kiếm nhất kiếm chu thiên ngăn chặn bối rối lòng nhất vân yên tĩnh như biển thiên phú thiên thủ sư phối hợp hai thanh trường kiếm đánh ra hai chiêu nhất kiếm chu thiên hai đại tuyệt chiêu còn chưa tới trước mặt tu la vương liền dung hợp chung một chỗ tạo thành một đạo kiếm quang chiếu rọi thiên địa lăng không đánh tới đây là lần thứ nhất hắn làm nhiều việc cùng lúc đồng thời thi triển hai bộ nhất kiếm chu thiên không nghĩ tới chẳng những thành công còn hoàn mỹ dung hợp có thể ở lần thứ nhất liền làm được chẳng những cùng thiên phú thiên thủ sư linh xảo có quan hệ cùng thiên phú võ đạo sư đạt tới hình thái thứ năm cũng có quan hệ thật lớn nếu như không có hai thiên phú nghịch thiên này là căn bản làm không được người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn hai đệ kiếm chưa dung hợp chẳng những để cho bọn người đạm đài lang nguyệt cảm thấy kỳ quái ngay cả tu la vương cũng có chút ngoài ý muốn bất quá hắn cũng không để ý khoái miệng giơ lên như trước mang theo vui vẻ nghiền ngẫm ầm ầm ngay lúc đó kiếm quang dung hợp đâm qua bất quá tình huống để cho hắn kỳ vọng không xuất hiện giống như đạm đài lang nguyệt công kích đâm tới trước mặt tu la vương như đâm vào không khí không có bất kỳ hiệu quả họa thủ hư không giấu người ở một thời không khác chỉ cần không đánh nát thời không này liền không khả năng làm bị thương người trong đó nhất kiếm chu thiên cung hợp cũng không thành chẳng lẽ phải dùng nguyên khí đạn tu la vương hình thành không gian này vững chắc đến cực điểm không nghiền nát tuyệt không có thể đả thương nhất kiếm chu thiên dung hợp đã là tuyệt chiêu mạnh nhất rồi chẳng lẽ phải dùng nguyên khí đạn mới có thể thành công. Thế nhưng, mà nguyên khí đạn không có thời gian ngắn áp xúc, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì à. Mà nhìn bộ dạng của Tu La Vương là tuyệt đối không thể cho hắn thời gian dài như vậy. Cái này nguy rồi. Chúng ta lên hợp thử xem. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng nhận ra chiêu số của đối phương, sắc mặt khó coi. Ân, chỉ có thể như vậy. Nhất Vân tạm thời không có biện pháp tốt, lui về phía sau một bước, nói với tứ đại yêu sùng một tiếng, hai người bốn thú tổ hợp thành một trận pháp liên hợp lại muốn phát huy thực lực mạnh nhất chỉ có thể sử dụng trận pháp may mắn bọn họ đều là trí cường giả đối với trận pháp cũng không xa lạ gì tùy tiện tổ hợp đều có thể phát huy ra trận pháp uy lực mạnh nhất đều đánh ra công kích mạnh nhất nhìn xem có thể phá vỡ họa thủ hư không của hắn hay không không cần nói nhảm nhiều lời hai người bốn thú cũng biết chuyện gì xảy ra nương theo nhiếp vân quát một tiếng đồng thời đánh ra công kích mạnh nhất nhiếp vân vẫn là nhất kiếm chu thiên dung hợp đạm đài lăng nguyệt thì thi triển thiên đạo tri quyền bốn thú công kích không quá giống nhân loại bất quá phối hợp thân thể đặc thù đều cực kỳ đáng sợ hai người bốn thú công kích thông qua trận pháp liên hợp chung một chỗ như ở hồn thiên thế giới xoáy lên một vòi rồng không gian chung quanh xé rách ra hình thành một đao mang đen kịt đao mang thẳng tắp bổ tới tu la vương nói thiệt cho các ngươi biết ta không sợ nhất đúng là liên hợp nếu liên hợp hữu dụng với ta ta sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Chứng kiến đao mang đen kịt, Tu La Vương không tránh né cũng không khẩn trương, ngược lại khẽ cười một tiếng, cánh tay hơi, có vẻ gầy yếu nhẹ nhàng đưa ra ngoài. ầm ầm trong nháy mắt lòng bàn tay của hắn hội tụ ra vô số Tu La sát khí, tạo thành một đồ vật bộ dáng tấm chắn. Hai người bốn thú liên hợp hình thành đao mang đụng phải tấm chắn, như khối băng đụng phải sắt nóng, không có bất kỳ hiệu quả, trực tiếp hòa tan. Cô 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 cô. Thời điểm mọi người ở đây kỳ quái, đột nhiên ám ma chi tâm ở trước mặt tu la vương mạnh mẽ rút nhỏ một vòng như là bị luyện hóa cán nuốt nguy rồi hắn mượn lực lượng của chúng ta luyện hóa ám ma chi tâm không thể tiếp tục công kích nhớ vân hiểu được vội vàng ngăn cản mọi người vừa rồi bọn hắn công kích liên hiệp lực lượng sáu người cho dù là tu du tàu chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi hắn chẳng những ngăn trở còn có thể mượn nhờ cổ lực lượng này luyện hóa ám ma chi tâm loại thủ đoạn kia quả thực quá đáng sợ tu la chi đạo không chế nội tâm cùng thực lực người sáu người chúng ta thực lực không thống nhất trong nội tâm cũng không thống nhất mặc dù dùng trận pháp liên hợp chiêu số đồng dạng rất dễ dàng bị hắn hóa giải tu la vương chính là bởi vì có loại thủ đoạn này mới có thể ở thời kỳ thượng cổ tung hoành ngang dọc vô số cao thủ vây quét mà không chết đạm đài lang nguyệt cũng nghĩ tới lông mày nhíu lại thời kỳ thượng cổ cường giả như rừng rất nhiều cao thủ liên hợp cũng không thể đánh chết tu la vương đủ để nói rõ hắn có được thủ đoạn hóa giải quần công đặc biệt xem ra công kích như vậy chẳng những không có hiệu quả gây chuyện không tốt còn có thể ra tốc luyện hóa ám ma chi tâm tiếp tục công kích được không bù mất ầm ầm thời điểm hai người đang sầu mi khổ kiểm đột nhiên một tiếng nổ vang kịch liệt tu la vương như đột phá gông cùng xiềng xích nào đó toàn thân cao thấp tản mát ra hào quang sáng chói chiếu rọi tứ phương xích thiên cảnh nguy rồi Mượn nhờ lực lượng vừa rồi luyện hóa ám ma chi tâm, Tu La Vương đã đột phá xích thiên cảnh rồi. Một tiếng bén nhọn vang lên, vẻ mặt tu du tẩu kinh hoàng bay tới. Lúc này hắn không có bình tĩnh như trước kia, trong mắt mang theo bối rối, nhan chi cùng ở sau lưng, khí tức có chút uể oải, xem ra cùng nhau giới khâu thánh chiến đấu, bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Về phần khâu thánh cũng không đi theo sau lưng hai người, không biết là bị giết hay bị đả thương. Xích thiên cảnh, cái này là xích thiên cảnh nhưng vân nhìn lại tu la vương chỉ thấy toàn thân đối phương sóng cuộn mãnh liệt khí thế một tầng cao qua một tầng đứng ở trước mặt hắn như ngưỡng vọng núi cao không có năng lực phản kháng chút nào xích thiên cảnh siêu cấp cảnh giới vượt qua tiên quân thời kỳ thượng cổ chỉ có hai người đạt tới một cái là long hoàng một cái là tu la vương lúc này hắn đã đột phá tương đương sợi rơm dạ cuối cùng đè chết lạc đà nhất định khó có thể đối kháng tuy hắn đạt tới xích thiên cảnh lại không triệt để vững chắc một khi hoàn toàn luyện hóa ám ma chi tâm, tu vi vững chắc, thiên địa lục đạo tận thế cũng tới rồi. Sắc mặt của Nhan Chi cũng khó coi. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta vừa dùng trận pháp liên hợp công kích hắn, kết quả bị hắn hấp thu lực lượng, tốc độ luyện hóa ám ma chi tâm nhanh hơn, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ luyện hóa toàn bộ, không có khả năng ngăn trở." Đạm Đài Lang Nguyệt sốt ruột nói. Chi tâm vốn lớn như tinh cầu, trải qua vừa rồi biến cố, chỉ ít có một phần ba bị đối phương luyện hóa thành công, hoàn toàn luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian, căn bản ngăn cản không được. Nếu như hiện tại có một vị cường giả xích thiên cảnh ngăn cản hắn, mới có thể phát ra tác dụng, ngoại trừ điểm ấy, mặt khác không có biện pháp rồi. Tu Du Tẩu lắc đầu. Cường giả xích thiên cảnh, đi nơi nào tìm, Tiểu Long không có mặt à. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ có biện pháp tốt, không nghĩ đến lại là như vậy, nhất phần nhịn không được lắc đầu. Cho dù Long Hoàng ở đây cũng vô dụng, hắn còn không có triệt để khôi phục tu vi cùng ta không sai biệt lắm tối đa nửa bức xích thiên cảnh sắc mặt tu du tẩu ngưng trọng càng ngày càng khó coi đột nhiên con mắt sáng ngời nhìn về phía nhiếp vân còn có một biện pháp ân nói mau nghe được còn có biện pháp mọi người đều tinh thần chấn động vốn đã tuyệt vọng lúc này có loại cảm giác tuyệt sử phùng sinh gặp được đường sống trong cõi chết à dựa vào ngươi tu du tẩu nhìn về phía nhiếp vân ánh mắt kiên định ta nhiếp vân sững sờ rất đơn giản người có vô tận đan điền lực lượng vô cùng vô tận mặc dù lực lượng cường thịnh trở lại cũng sẽ không bị bạo tạc nổ tung hiện tại mấy người chúng ta liền quán thâu lực lượng toàn thân cho ngươi cho ngươi ở trong thời gian ngắn có được thực lực xích thiên cảnh như vậy có thể ngăn cản tu la vương rồi tu du tẩu nói ra ý nghĩ của mình quán thâu lực lượng lên người ta còn mắt nhiếp vân trợn tròn chỉ có một biện pháp này cũng là biện pháp duy nhất đừng nói nhảm nữa bắt đầu đi đây là phương pháp quán thâu năng lượng các ngươi từng người nhìn một chút lập tức bắt đầu nhiếp vân ngươi không nên phản kháng quá trình quán thâu năng lượng có thể sẽ cực kỳ thống khổ nhưng chỉ cần chống đỡ trong thời gian ngắn liền có được thực lực xích thiên cảnh giải quyết tai họa ngầm lần này ngón tay của tu du tàu điểm một cái mấy đạo quang mang bắn vào trong óc mỗi người đồng thời sốt ruột nói xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này bắt đầu đi nhìn tia sáng này một lần nhiếp vân gật đầu đồng ý bộ phương pháp quán thâu lực lượng này cùng huyết mạch cộng minh của tiểu long lúc trước có chút tương tự có thể trong thời gian ngắn đưa thực lực của bọn hắn dung nhập thân thể mình để cho mình có được sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa bất quá loại lực lượng này không phải của bản thân mình dùng xong rồi còn phải trả lại nếu không nhiều loại lực lượng xung đột ở trong người sớm muộn gì cũng sẽ bạo liệt mà chết hơn nữa quá trình quán thâu cùng tự chủ tấn cấp bất đồng cực kỳ thống khổ hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc nhưng bây giờ không có phương pháp khác có thể thực hiện, chỉ có loại biện pháp này mới có thể ngăn cản đối phương. Thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ, ác thú, nguyệt nhi, nhan chi, các ngươi đều nên xem xong rồi, vậy tốt, bắt đầu đi, thời điểm truyền năng lượng nhất định phải tâm thần hợp nhất, không nên suy nghĩ bậy bạ. Biết rõ một lúc sau, chờ đối phương triệt để luyện hóa ám ma chi tâm, sẽ không còn cơ hội, thấy nhất vân đồng ý, tu du tẩu không do dự nữa, hô to một tiếng tốt. Hai người bốn thú biết rõ đây là tiền tử hậu sinh, mượn nhờ lực lượng của mọi người cưỡng ép tăng thực lực lên, bài trừ cục diện trước mắt, đồng thời nhạy gật đầu. Giờ màu áo, tứ đại yêu sùng vây quanh ở bốn phương tám hướng, đạm đài lăng nguyệt, nhan chi, tu du tẩu đứng ở vị trí trên đỉnh đầu, dưới chân của nhấp vân. Một đạo tiên lực tuôn ra, như thủy triều minh hưởng, nhấp vân bị ba người bốn thú phát ra lực lượng triệt để vây quanh. Cô 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 lực lượng của tứ đại yêu sùng cùng tam đại cường giả vừa tiến vào thân thể nhiếp phân lập tức cảm thấy tùy thời đều bạo tạc nổ tung tóc dựng ngược lên khí chất cùng thần thái cả người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất thân thể càng thêm cứng rắn khí hải càng thêm bao la mọi cử động mang theo lực lượng phách tuyệt thiên địa vắt ngang thiên cổ bất quá lực lượng điên cuồng tấn chức thống khổ cũng tùy theo mà đến nhất là lực lượng của tứ đại yêu sùng và tam đại cường giả không giống nhau dung nhập thân thể giống như chư cường cùng tồn tại các quốc gia giao chiến, thân thể tựa hồ tùy thời sẽ bởi vì không chịu nổi mà triệt đề nổ tung. May mắn trước kia hắn Phật ma đồng tu, xung hợp qua lực lượng hoàn toàn bất đồng, đã có kinh nghiệm, vô danh pháp quyết chậm rãi vận chuyển, trong cơ thể vang dội thanh âm cổ xưa, chậm rãi áp chế những khí lưu hỗn tạp này. Chịu đựng, nhất định phải thành công. Hai mắt đỏ thấm, nương theo lực lượng tuôn ra ngày càng nhiều, nhất vân như đột phá lần lượt cực hạn của thân thể, thực lực càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng khó có thể khống chế bảy đại cao thủ từng cái đều là cường giả tiên quân trung kỳ trở lên tích lũy hùng hậu lực lượng trong cơ thể như biển đừng nói nhất vân còn không có đột phá tiên quân cho dù đột phá đối mặt lực lượng cường đại như vậy quán thâu cũng rất khó chống đỡ cô 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 trong cơ thể giống như sôi trào áp chế không nổi lực lượng bành trướng thân thể phát ra minh hưởng nước nở nghẹn ngào hình thành từng đạo khí tiễn chịu đựng bằng không thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ tất cả cố gắng đều uổng phí rồi tu du tẩu hét lớn một tiếng lúc này sắc mặt nhất vân huyết hồng toàn thân bị mồ hôi xâm nhiễm giống như mới từ trong nước kéo ra nếu như những người khác cũng có thiên nhãn có thể chứng kiến kinh mạch hắn bị chứng đến cực hạn từng đoàn từng đoàn lực lượng tinh thần qua lại sông tới giống như mãnh hổ bị nhốt ở trong lồng tùy thời có thể lao ra xé thân thể hắn thành mảnh nhỏ nếu không phải kim cương lưu ly thể vừa mới đột phá đạt tới tình trạng bất diệt kim thân, khẳng định không cách nào kiên trì nổi, bị lực lượng tuôn ra tạc thành bụi phấn rồi. Muốn tăng thực lực lên ngăn cản ta, các ngươi cũng quá không để ta vào mắt rồi. Động tác của bọn người nhiếp vân, rốt cục đưa tới Tu La Vương chú ý. Vừa rồi hắn luyện hóa ám ma chi tâm thuận lợi đột phá, đắm chìm trong khoái cảm củng cố tu vi nên không biết. Lúc này tỉnh táo lại, chứng kiến cử động của bọn hắn, ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra, cười lạnh liên tục, bàn tay mạnh mẽ chảo xuống đạt tới xích thiên cảnh tuy tu vi còn không có triệt để vững chắc nhưng là thật xích thiên cảnh vừa ra tay hồn thiên thế giới phát ra nổ vang đậm đặc như bồn nguyên bị thương tổn xuất hiện một mảnh thời không cực lớn sụp đổ nhất vân chống đỡ bởi vì thời gian cấp bách không kịp tìm kiếm địa phương khác quán thâu năng lượng hơn nữa quá trình này thời gian không dài tu su tẩu vốn tưởng rằng một khi thành công cho dù tu la vương muốn ngăn cản cũng không kịp không nghĩ tới tốc độ phản ứng của đối phương nhanh như vậy trực tiếp ra tay hoảng sợ la lên hai tay hiện ra một tiểu thế giới tiểu thế giới này đúng là bản mệnh tiên khí chu thiên thế giới của hắn lúc này chu thiên thế giới chỉ có phương viên mấy chục dặm tựa như một khí cầu trong suốt bên trong chu thiên tinh thần vận chuyển diễn hóa thế giới huyền bí trung tâm thế giới một lão giả bị nhốt tải hữu xung đột nhưng không cách nào thoát đi chính là nho môn chi chủ trước kia ngăn trở mọi người khâu thánh tôn giả nguyên lai hắn cũng không có bị đánh chết mà là bị tu du tẩu vây ở trong chu thiên thế giới chống đỡ chịu đựng được sao hôm nay các ngươi đều phải chết Thầy hắn tế ra chu thiên thế giới tu la vương quát lạnh một tiếng không luyện hóa ám ma chi tâm nữa bàn tay rút ra lần nữa ép xuống lực lượng khổng lồ rơi vào trên chu thiên thế giới toàn bộ tiểu thế giới phát ra thanh âm nổ vang xem ra tùy thời sẽ bởi vì không chịu nổi mà triệt để nổ tung chu thiên thế giới cùng tu du tẩu huyết mạch tương liên bị áp lực lớn như thế trước mắt tối sầm phun ra một ngụm máu tươi Tu La Vương đạt tới xích thiên cảnh thật sự là đáng sợ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, không cách nào đối địch. Ra ra, chư thiên vạn giới nghe ta hiệu lệnh, cho ta mượn lực lượng, chém giết tà ma. Thấy ra ra bị thương, đạm đài lang nguyệt tim như đao cắt, thiên đạo đan điền điên cuồng vận chuyển, làm cho cả người nàng tựa như người phát ngôn của chư thiên vạn giới, không để cho xâm phạm. Bàn tay chiêu một cái, đặt mình trong chu thiên thế giới, hai tay nắm lại, ngăn cản tu la vương áp bách. ầm ầm Tu La Vương không quan tâm đối phương còn có mấy người, trên mặt như không hề bận tâm, không có cảm tình chút nào, lần nữa đánh xuống một trường. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng phun ra một búng máu. Tuy nàng là thiên đạo sư, nhưng chỉ có thực lực tiên quân trung kỳ đỉnh phong, so sánh với xích thiên cảnh Tu La Vương, tranh lệch thật sự nhiều lắm, hoàn toàn không thể so sánh. Thấy bọn họ ngăn không được, nhan chi cùng với tứ đại hung thú cũng lao đến, hy vọng có thể dựa vào chu thiên thế giới, ngăn cản một lát không biết tự lượng sức mình tu la vương cười lạnh đầu ngón tay sinh ra huyền ảo chí đặc thù thẳng tắp đâm qua chu thiên thế giới là tạo hóa tiên khí ở dưới áp lực cực lớn như trước không chịu nổi đã nứt ra một khe hở cực lớn hô khâu thánh tôn giả bị nhốt thừa cơ trốn thoát miệng lớn thở hổn hển bành 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 chu thiên thế giới vỡ vụn bọn người tu du tẩu rốt cuộc không cách nào kiên trì như hòn đá phi hành đánh trúng đống cát đồng thời bay ngược ra ngoài cả đám khí tức quể oài, linh hồn suy yếu, giống như tùy thời có thể chôn vùi. Tiên quân được xưng bất tử bất diệt, nhưng cũng phân tình huống. Một khi linh hồn bị thương quá nặng, tổn thương bổn nguyên, đồng dạng sẽ vẫn lạc. Hiện tại bọn người tu du tẩu đúng là bị thương bổn nguyên, vô luận linh hồn hay thân thể, đều đã có tổn thương không thể nghịch chuyển. Chẳng lẽ thực phải chết ở chỗ này, thiên địa lục đạo lần nữa lâm vào một luân hồi. Thấy chu thiên thế giới nghiền nát, tất cả mọi người không ngăn cản được tu la vương, trong mắt tu du tẩu sinh ra vẻ tuyệt vọng vốn cho rằng trải qua không biết bao nhiêu năm bố cục các loại thủ đoạn ra hết cho dù không thể triệt để giải quyết tu la vương cũng nhất định có thể ngăn cản bộ pháp diệt thế của hắn kết quả lại phát hiện ở trước mặt thực lực cường đại của đối phương căn bản không có bận pháp gì tu la vương khó trách có thể trở thành ác mộng của chư thiên vạn giới thật sự là đáng sợ đều chết đi cho ta không để ý tới mọi người tuyệt vọng tu la vương cười lạnh bàn tay nhẹ nhàng áp xuống dưới chiêu này tốc độ không nhanh lại mang theo lực lượng hủy diệt chúng nhân không thể kháng cự được rồi chết thì chết có thể sống lâu một kỷ nguyên đã buôn bán lời thấy không cách nào chống cự tu du tẩu và nhan chi liếc mắt nhìn nhau từng người từ trong mắt đối phương nhìn ra bi thương cô 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 thời điểm mọi người ở đây nhắm mắt đợi chết cảm thấy không còn bất cứ hy vọng nào đột nhiên một thanh âm như sấm rền chậm rãi vang lên thanh âm càng ngày càng nổ phảng phất như thủy triều ở phương xa dần dần tới gần một cổ đại thế không thể ngăn cản dần dần hình thành đây là cái gì tu du Tẩu mở mắt trợn mắt nhìn đi lập tức kích động đến toàn thân run rẩy chỉ thấy nhiếp vân trước kia bị bọn hán vây quanh ở trung tâm lúc này đang lẳng lặng lơ lửng trên không trung thanh âm giống như lôi mình đúng là từ trong cơ thể hán phát ra phảng phất như đang tiến hành lột xác nào đó thành công rồi hả thấy một màn như vậy bọn người nhan chi mừng rỡ như điên giữ vững được thời gian dài như vậy vì cái gì chính là vì giờ khác này chỉ cần nhất vân thành công có thể ở trong thời gian ngắn có được thực lực xích thiên cảnh không sợ tu la vương nữa rồi còn không có thành công dựa theo đạo lý thật muốn thành công nhất vân nên có được thiên địa thánh thể tay trái là thiên tay phải là địa nhất cử nhất động mang theo uy thế không thể ngăn cản này không giống ạ à. tu du tổng ngăn cản mọi người hưng phấn thanh âm trầm thấp nói thời kỳ thượng cổ chia thân hình làm sáu loại theo thứ tự là tinh tực tiên thể trí tôn tinh thể tiên thiên linh thể hoang cổ thánh thể thiên địa thánh thể cùng hỗn độn thánh thể nhất vân phục dụng hỗn độn linh dịch tối đa có thể đạt tới hoang cổ thánh thể cách thiên địa thánh thể còn kém rất xa nghe nói đạt tới xích thiên cảnh thân thể sẽ tự động tấn cấp thiên địa thánh thể tựa như thiên địa sinh ra cho dù chân linh hủy diệt cũng sẽ ở trong thân thể trọng sinh tu la vương cùng long hoàng đúng là như thế bọn hắn chân linh diệt tận cuối cùng như trước sống lại hiện tại nhất vân không có đạt tới loại cảnh giới này rất hiển nhiên không thành công cũng không đạt tới xích thiên cảnh không đúng hắn không có đạt tới thiên địa thánh thể nhưng ngươi xem nhục thể của hắn chỗ tiên lực phún dũng tựa như hỗn độn chi khí cả người như hỗn độn thế giới để lộ ra khí chất khó có thể nói rõ đây không phải thiên địa thánh thể mà là hỗn độn thánh thể đột nhiên nhan chi như phát hiện cái gì kinh ngạc la lên một tiếng hỗn độn thánh thể hỗn độn thánh thể siêu việt thiên địa thánh thể tu du tẩu cũng biến sắc vội vàng nhìn sang xem xét liền lần nữa run rẩy lên quả nhiên là hỗn độn thánh thể ha ha hắn rõ ràng trực tiếp đạt đến hỗn độn thánh thể không thể tưởng tượng nổi một tiếng hưng phấn la lên tu du tẩu vui đến phát khóc dùng sức xoa hai mắt không thể tin được hỗn độn thánh thể là tồn tại trong truyền thuyết vô số kỷ nguyên đi qua nhưng không có người thành công tu du tẩu cũng sắp quên chuyện này rồi nằm mơ cũng không nghĩ tới nhất vân chẳng những thành công thân thể còn đạt đến loại cảnh giới này thân thể cường đại như thế không biết tu vi tiên lực như thế nào bất quá những cái này đã không cần bọn hắn tiếp tục suy đoán rồi bởi vì vào lúc này hai mắt nhiếp vân chậm rãi mở ra chỉ là mở to mắt một đạo hào quang giống như thiểm điện chiếu xạ ra để cho không gian chung quanh nổ vang không ngừng run rẩy tùy thời có thể vỡ tan chỉ bằng vào ánh mắt liền nhìn toái không gian loại thực lực này quả thực nghe rợn cả người. Người muốn giết bọn hắn. Nhất Vân mở miệng. Thanh âm không có chút cảm tình nào, không vui không buồn, mái tóc lan tràn kéo dài đến eo, nhất cử nhất động mang theo khí lãng bạo tạc nổ tung. Không nghĩ tới người rõ ràng thành công rồi, không tệ, khó trách có thể thành ca ca của ta, kẻ có được thiên phú, đặc thù xếp hàng thứ nhất, phần tiềm lực này, thật đúng là vô cùng vô tận. Thấy hắn tỉnh lại, Tu La Vương cũng cảm nhận được áp lực nồng đậm, không hề tùy ý như trước kia mà chuyển biến thành ngưng trọng hư như vân không nói nhảm với hắn khí tức toàn thân như cầu vồng lời còn chưa nói hết trực tiếp oanh kích ra đối phương đánh bọn người tu du tẩu đạm đài lang nguyệt uể oải muốn chết thực lực tiêu hết phần cừu hận này cũng không phải một câu hai câu có thể triệt tiêu một quyền này mang theo lực lượng nghiền áp cùng trước kia công kích hoàn toàn bất đồng đường đường chính chính không cách nào ngăn cản cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển chỉ sợ cũng không cách nào thoát đi quyền ý đuổi giết. Thực lực xích thiên cảnh. Tuyệt đối là xích thiên cảnh. Hừ. Tu La Vương không nghĩ tới Nhất Vân không nói hai lời trực tiếp động thủ, sắc mặt thoáng một phát chìm xuống, đồng dạng một quyền nghênh qua. Hai tuyệt thế cao thủ, không có bất kỳ ngôn ngữ, có chỉ là thân thể đối bính, lực lượng giác trục. Hồn thiên thế giới ở dưới hai người va chạm, vỡ ra từng vết dạ đen kịt, hai người tựa như thần Phật bất động, không bị ảnh hưởng chút nào bên ngoài hồn thiên thế giới là thời không loạn lưu khắp nơi đều là phạm vi vòng xoáy hắc phong bao phủ đổi lại tiên quân bình thường cho dù là tu du tàu tới bị khe hờ đụng một cái cũng kinh hãi lạnh mình hơi không cẩn thận có khả năng lâm vào trong đó vạn kiếp bất phục lúc này hai người đứng ở trung tâm nhất không bị ảnh hưởng chút nào đủ thấy thực lực mạnh đã vượt xa tiên quân đăng 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 bị nhiếp vân một quyền va chạm tu la vương nhịn không được lui về phía sau mấy bước trên người xuất hiện dấu dạn nứt Trước khi tiến vào hồn thiên thế giới đến nay, đây là lần thứ nhất hắn cùng người giao thủ, rõ đầu rõ đuôi bị tổn thất nặng. Người rất tốt. Thân thể nhóng một cái, vết dạn biến mất, ánh mắt của Tu La Vương híp lại. Tựa hồ hắn như thế nào, cũng không thể tưởng được Nhất Vân sẽ có thực lực như thế, ngay cả hắn cũng có thể đả thương. Ta một mực rất tốt. Nhất Vân lại vung quyền. Lần này uy lực càng hơn, nắm đấm cực lớn như vượt qua muôn đời, vạch phá thời gian, Tu La Vương thậm chí còn không kịp phản ứng liền xuất hiện ở trước mặt. Bất quá Tu La Vương liền là Tu La Vương, tuy cảm thấy bất ngờ, nhưng thích ứng rất nhanh, thân thể mạnh mẽ lui ra sau, song trưởng giơ lên. Nơi lòng bàn tay, Tu La sát khí lần nữa hiển hiện. Như vân một quyền đánh vào Tu La sát khí hình thành tấm chắn, một tiếng giòn vang, Quang Thuẫn vừa rồi hấp thu lực lượng của sáu đại cao thủ trợ giúp hắn luyện hóa ám ma chi tâm, bị một quyền đánh thành bụi phấn. Hôm nay các người may mắn, sau này còn gặp lại. Tù La Vương tựa hồ biết rõ hắn có thể đánh nát Quang Thuẫn, cũng không ngừng lại, thân thể nhoáng một cái đã bay ra ngoài. Cười nói, đồng thời bàn tay chảo một cái, chảo tới ám ma chi tâm. Xem ra, hắn biết rõ không phải đối thủ của Nhất Vân, ý định ly khai. Muốn lấy đi ám ma chi tâm, người nghĩ không khỏi quá tốt đi. Nhất Vân sao có thể để cho hắn như nguyện, cười ra tiếng, ngón tay điểm một cái, một đạo kiếm quang chém nát thể không bắn ra, đâm thẳng tới đối phương đạo kiếm quang này phương hướng chính là bàn tay của tu la vương chỉ cần tiếp tục chộp tới ám ma chi tâm liền nhất định sẽ pha chạm hô biết rõ kiếm quang lợi hại tu la vương vội vàng rút tay về tới thấy hắn không lấy được ám ma chi tâm lúc này nhiếp vân mới trảo tới ám ma chi tâm giống như tinh cầu ở dưới lòng bàn tay của hắn dần dần thu nhỏ lại nửa cái hô hấp liền biến thành như dược hoàn rơi vào lòng bàn tay nhiếp vân cũng không luyện hóa há miệng nuốt vào trong bụng Ngươi! Thấy ám ma chi tâm bị hắn nuốt mất, sắc mặt của Tu La Vương thoáng một phát trường đến thấu hồng, bất quá cũng biết tranh không lại, lập tức hắt tay. Ám ma chi tâm này ta đã luyện hóa một nửa, còn lại một nửa để lại cho ngươi à, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ? Ta cùng nhếp đồng là huynh đệ, nhưng không phải với ngươi. Nuốt vào ám ma chi tâm, như vân biết bây giờ không phải là thời điểm luyện hóa, thét dài một tiếng, đi nhanh về phía Tu La Vương. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, triệt để phong ấn ngươi trong tiếng hét hai hàng lông mày của nhiếp vân dựng thẳng lên như viễn cổ ma thần uy không thể đỡ phong ấn ta chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của người khác có thể đánh bại ta ngươi đã tự tin như thế ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là vô địch biết rõ nhiếp vân không có khả năng thả hắn ly khai tu la vương cũng không có ý định đi trong tiếng cười lạnh bàn tay duỗi ra chào tới oanh nhiếp vân tới đối bính hồn thiên thế giới lần nữa vỡ ra gia gia nguyệt nhi nhan chi các ngươi vào bắt đầu tinh cung nghỉ ngơi tu la vương để cho ta đối phó một quyền đánh lui tu la vương nhiếp vân truyền âm cho mọi người bị thương ngay sau đó tinh thần khẽ động liền thu đám người vào tinh cung nhiếp vân ngươi phải chú ý thực lực của ngươi bây giờ chỉ có thể duy trì một ngày một đêm trong khoảng thời gian này nhất định phải đánh bại tu la vương nếu không thực lực yếu bớt còn muốn giết hắn liền khó khăn trước khi tiến vào bắt đầu tinh cung tu du tàu chuyển âm. Tốt! Như phần biết rõ thực lực của hắn bây giờ là mọi người cưỡng ép quán thâu tăng lên, có thời gian hạn chế, gật gật đầu, hai hàng lông mày dựng thẳng lên, khí chất trở nên càng thêm hung mãnh như một thái cổ hung thú. Tu la vương, nạp mạng đi! Thân thể nhảy tung, không gian chung quanh tầng tầng nghiền nát, như phần oanh kích, chăm chú đuổi theo. Song trường giao nhau, tu la vương nghênh đón. Hai người đều là cường giả xích thiên cảnh, mọi cử động mang theo y thế lớn lao không gian của hồn thiên thế giới vốn ổn định thời gian nháy mắt bị lực lượng mạnh mẽ của hai người quấy toái vô số sơn mạch sụp đổ mặt đất sạn nứt không gian xuất hiện vết rách vòng xoáy hắc phong theo khe hở dũng mãnh vào hồn thiên thế giới để cho trong đó càng thêm hỗn loạn may mắn ở đây không có sinh linh nếu không khẳng định trực tiếp chết hết cường giả xích thiên cảnh ngay cả thiên địa cũng bài xích đủ thấy đáng sợ loại nhân vật này chiến đấu đã vừa ra khỏi phạm chủ tiên quân có được loại thực lực này nhất vân mới biết được cái gọi là tiên quân ở trước mặt cường xả xích thiên cảnh quả thực là chê cười khó trách tu la vương có thể quát tháo thiên địa lục đạo không người ngăn cản bởi vì tiên quân cùng hắn khác biệt thật sự quá lớn giống như hài nhi cùng võ giả vậy đáng giận hai người tranh đấu một hồi sắc mặt của tu la vương dần dần trầm thấp xuống trước mắt thực lực của nhất vân cũng không mạnh hơn hán bao nhiêu nhưng lực lượng của hắn phảng phất như vô cùng vô tận thì triển dạng đại chiêu gì cũng không bị ảnh hưởng ngay sau đó còn có thể thi triển ra tuyệt chiêu lợi hại hơn nguyên khí sư thiên phú nguyên khí sư ở trong chiến đấu đồng cấp quả thực quá nghịch thiên tuyệt đối là động cơ vĩnh viễn tích lũy lại hùng hậu cũng kém xa nếu chỉ như thế tu la vương ngược lại cũng không sợ hãi mấu chốt là năng lực dự phán chiêu số võ công của đối phương càng mạnh hơn nữa vô luận hắn thi triển tuyệt chiêu gì của thượng cổ chủng tộc nào đối phương đều có thể dùng phương pháp hoàn mỹ nhất hóa giải để cho người tìm không thấy sơ hở chút nào không cùng người tranh đấu nữa ta đi trước đánh một hồi tu la vương biết rõ kiên trì như vậy thua nhất định là mình liền không dám dừng lại thằng người nhảy vào vòng xoáy hắc phong trước kia vòng xoáy hắc phong ở trong mắt mọi người đáng sợ đến cực điểm không tìm được thông đạo không dám vào lúc này trong mắt hắn cái gì cũng không tính thằng người tiến vào trong đó chung quanh tiếng gió gào thét ngay cả phòng ngự của thân thể cũng phá không được tu vi đà tới xích thiên cảnh vòng xoáy hắc phong đã không có tác dụng muốn đi chạy đi đâu? Nhất Vân biết rõ thực lực của hắn chỉ có thể duy trì một ngày một đêm, trong khoảng thời gian này, nếu như không giải quyết Tu La Vương, về sau còn muốn giải quyết khẳng định cực kỳ khó khăn, lúc này cũng không ngừng lại, theo sát ở phía sau đuổi tới. Vừa tiến vào vòng xoáy hắc phong, Nhất Vân lập tức cảm thấy thân thể trầm xuống. Tuy năng lực xé rách của vòng xoáy không thể tạo thành tổn thương cho hắn, nhưng năng lực xé rách cực lớn vẫn để cho hắn không ngừng dựa sát vào trung tâm. Hừ. Hai tay chấn động chung quanh thân thể hình thành một không gian bịt kín để cho phong bạo không cách nào xâm nhập lúc này nhất vân mới nhìn về phía tu la vương cách đó không xa lại một quyền đánh ra tu vi đạt tới như bọn hắn tạo hóa tiên khí đã vô dụng lấy ra nhất định sẽ bị một quyền đánh nát còn không bằng trực tiếp dùng thân thể nắm đấm anh tu la vương lui không thể lui đồng dạng nghinh qua hai đại cao thủ va chạm vòng xoáy càng tăng lên liệt thời gian chung quanh hỗn loạn không gian biến thành bụi phấn nơi này là vòng xoáy hắc phong cửa và đi thông một thế giới khác ở chỗ này tranh đấu chúng ta gây chuyện không tốt đều sẽ chết vẫn là câu nói đó ta và ngươi huynh đệ liên thủ cộng hưởng vinh hoa cần gì vì những con sâu cái kiến kia dốc sức liều mạng ngăn chửi nhiếp vân công kích tu la vương hí dài cùng ngươi cộng hưởng vinh hoa ta sẽ không hợp tác với đao phủ đạo bất đồng bất tương vi mưu trong tiếng cười lạnh nhiếp vân lại vung một quyền tuy không có trải qua thượng cổ diệt thế nhưng trước khi tiến vào linh giới chứng kiến rất nhiều sự tình có thể biết rõ, một khi tiến hành diệt thế, tuyệt đối là sinh linh đổ thán, tử thương vô số, lại nói, hợp tác với đối phương, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Bành 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 bành, ánh mắt mang theo kiên định, mỗi một quyền của nhất vân đều làm vòng xoáy hắc phong chuyển động nhanh hơn, một lát sau, tốc độ gió cường đại, để cho hai người có chút lảo đảo, khó có thể duy trì thân hình. Ngay cả cường giả xích thiên cảnh cũng chịu không nổi, vòng xoáy hắc phong này cổ quái đến cực điểm bất quá hiện tại nhiếp vân vô tâm dò xét nơi này cổ quái một lòng chỉ muốn chấn áp tu la vương trước mắt mặc kệ hắc phong mạnh như thế nào cũng tiếp tục đuổi huynh đệ các ngươi thật đúng là giống nhau đều là tên điên tu la vương hơi sợ rồi hắn và nhiếp đồng linh hồn cộng sinh cho tới nay đều bị làm phức tạp tuy vừa mới đầu thực lực của nhiếp đồng không được tốt lắm nhưng một mực bất khuất nhất là chạm vào vấn đề ca ca quả thực là tiểu cường đánh không chết sau mấy lần giao phong hắn cũng hơi sợ cuối cùng chỉ có thể thương nghị phương pháp xử lý trung hòa để cho hắn chủ trì thân hình tăng thực lực lên nhận được chỗ tốt hai người phân một nửa cộng đồng tăng lên cảnh giới linh hồn chính bởi vì như thế tuy tu la vương là lão quái vật từ thượng cổ sống sót thực lực tăng trưởng nhanh chóng nhưng linh hồn như trước không kém nhiếp đồng bao nhiêu ai cũng không đối phó được ai nếu không phải lần này linh hồn của nhiếp đồng gặp phải bình cảnh tiến nhập ngủ say hắn căn bản không có khả năng ra tay với nhất vân bởi vì còn không có động thủ đã bị đối phương ngăn trở vốn tưởng rằng thừa dịp hắn ngủ say nhanh đánh chết nhất vân lại không nghĩ tới tên này có thể tiếp nhận quán thô thực lực cử tử nhất sinh trực tiếp đạt tới xích thiên cảnh hơn nữa đối với chấn áp mình chấp nhất như thế ngay cả mệnh cũng không cần để cho hắn có chút hỏng mất thật sự là hai huynh đệ tính tình bướng bỉnh đồng dạng có chỗ kiên trì đồng dạng ai cũng không ngăn cản được hừ không biết hắn nghĩ những cái này, nhất vân không để ý tới lời của đối phương, lần nữa lao đến. ở trong mắt hắn xem ra, không chấn áp tu la vương, vĩnh viễn sẽ không cứu được đệ đệ. vĩnh viễn không giải quyết được trách nhiệm cùng nguyền rủa đặt ở trên người đạm đài lang nguyệt. bành 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 bành, lại là va chạm liên tiếp, sắc mặt của tu la vương đỏ lên. không đánh với người nữa, ta đi trước. hắn không thể không quay người bỏ chạy. lần này tốc độ của hắn cực nhanh, dùng lực lượng cũng rất xảo diệu thời gian nháy con mắt liền từ vòng xoáy hắc phong nhảy ra ngoài thẳng tắp bỏ chạy vào thời không loạn lưu chớ đi nhớ vân bám chặt theo đạt tới xích thiên cảnh chỉ cần không có lâm vào trung tâm vòng xoáy hắc phong thoát đi cũng không khó hai người một truy một trốn từng người thi triển tốc độ nhanh nhất thời không loạn lưu xẹt qua ở dưới chân đáng giận ta nhìn ngươi còn truy được không bị đuổi đến không chỗ có thể trốn tu la vương tức giận đến ngứa răng lại không có biện pháp gì cắn răng một cái quay người vọt tới linh giới. Trước kia thực lực của Nhất Vân quá yếu, đâm thủng vách ngăn cần tốn hao một năm, lúc này Tu La Vương thân là cường giả xích thiên cảnh, tốc độ cực nhanh, mấy chục cái hô hấp qua đi, đã đánh ra lỗ thủng, chui vào. Hắn bị Nhất Vân truy không đường có thể trốn, ý định đi linh giới tránh né. Linh giới sinh linh vô số, loại cấp bậc cường giả như bọn hắn chiến đấu. Dư âm lợi hại, một, khi giao thủ chết tổn thương rất nhiều, ở trong mắt hắn xem ra, Nhất Vân nhất định sẽ có chỗ cố kỵ đến lúc đó có thể thừa cơ đào tẩu rồi hôm nay cho dù lên trời xuống đất người cũng mơ tưởng chạy thoát thực lực duy trì thời gian có hạn nhưng vân sao có thể để cho loại cơ hội này lãng phí quản hắn đi nơi nào đừng nói linh giới cửu thiên thập địa bất kỳ một địa phương nào cũng sẽ đuổi theo ầm ầm hai đại cường giả xích thiên cảnh vừa tiến vào linh giới linh giới bổn nguyên lập tức cảm ứng được bọn hắn đáng sợ sinh ra bài xích kịch liệt xích thiên cảnh ngay cả thiên đạo cũng bài xích mặc dù thiên đạo linh giới không có ý thức tự chủ nhưng nhận thức được nguy hiểm biết rõ hai người kia quá mức cường đại không muốn cho bọn hắn tiến đến nhưng mà cho dù thiên đạo hóa hình cũng không thể ngăn cản cường giả xích thiên cảnh chưa nói chi là một cổ ý thức không có tư duy bản thân rồi ở trong lôi điện đầy trời nhất vân cùng tu la vương đối lập trên người bắn ra khí tức ngăn tất cả dòng điện ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được nơi này là linh giới chỉ cần động thủ một lục địa một giới vực sẽ hủy diệt nếu như tiếp tục động thủ với ta ngươi đồng dạng sẽ trở thành tội nhân của linh giới cúi đầu nhìn thoáng qua tu la vương cười ha ha vậy sao trở thành tội nhân cũng tốt hơn toàn bộ bọn họ hủy diệt chẳng muốn cùng đối phương tranh chấp nhất vân mới mặc kệ chết bao nhiêu người nhướng mày lần nữa lao đến lại là một quyền nắm đấm cũng không bởi vì nơi này là linh giới mà có chỗ giữ lại như trước uy lực mười phần chỗ nắm đấm bao phủ linh giới thiên băng địa liệt nước biển gào thét, vô số thành thị thôn trang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi, ngươi thật đúng là tên điên. Tu La Vương vốn cho là hắn có chỗ cố kỵ, không nghĩ tới rõ ràng so với mình còn hung ác, căn bản không quan tâm linh giới chết tổn thương bao nhiêu, trong nội tâm khiếp đảm càng đậm. Cái này con mẹ nó là tên điên, tên điên trăm phần trăm. Tu La Vương hắn tiềm lực còn không có triệt để đào móc, vừa đạt tới xích thiên cảnh còn không có vững chắc, nếu triệt để vững chắc tu vi, nơi nào sẽ ớt khí như vậy xem ra vẫn là chiếc tạm lánh mũi nhọn, đợi thực lực triệt để củng cố lại nói. Đi! Sinh ra ý niệm này, liền quay người bỏ chạy. Chớ đi! Nhất vân theo sát hắn. ầm ầm Hai người một trước một sao đuổi theo, đi đến đâu linh giới kích động, không gian vỡ vụn, chỉ cần giao thủ, nhất định ngôi sao vẫn lạc nhật nguyệt vô quang. Một truy một trốn, tốc độ cực nhanh, thời gian qua một lát liền từ linh giới đánh tới ma giới, lại từ ma giới đánh tới yêu giới, hàng rào thời không của thiên địa lục đạo bị lực lượng của bọn hắn xé nát bấy giống như không tồn tại linh giới cửu tiêu cung cao cao tại thượng đạm đài mạc vân ngồi ở trên vương tọa bàn tay không ngừng trả sát trong mắt mang theo lo lắng bên cạnh hắn bọn người đạm thai sang vũ ngồi ngay ngắn thập đại gia tộc tộc trưởng theo như vị trí ngồi đó trải qua nhiếp vân đại náo cửu tiêu cung tộc trưởng trước kia của thập đại gia tộc chết vài vị bất quá rất nhanh có người tiếp nhận ít nhất ở trong nội tâm người linh giới, như trước cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Tu La Vương đi hồn thiên thế giới, một khi thành công luyện hóa ám ma chi tâm, nhất định sẽ đột phá, đạt tới xích thiên cảnh, đến lúc đó thiên địa lục đạo không người có thể đối kháng, đại kiếp nạn lần nữa trình diễn. Đạm Đài Mạc Vân nói ra tin tức lấy được, ngữ khí trầm trọng. Tu Du Tẩu an bài bọn hắn đi làm một chuyện, vừa vặn để cho bọn hắn phát hiện kế hoạch của Tu La Vương, thời điểm đi tìm Tu Du Tẩu, thì cả chu thiên thế giới đều không trông thấy, chỉ có thể vội vàng triệu tập thập đại gia tộc thương nghị đối sách. Tu La Vương kiếp nạn không cách nào tránh khỏi, chúng ta cam nguyện về linh giới rơi vãi nhiệt huyết cuối cùng. Đâu cô gia chúng ta chỉ có chết trận, không có khuất phục, yên tâm đi. Có thể giết một con Tu La xem như không lời không lỗ, giết hai con liền buôn bán lời. Ta không muốn nói nhiều. Nếu như linh giới bị hủy diệt, tổ bị phá trứng có an toàn sao? Chúng ta sẽ không lùi bước, cùng với Tu La chống lại đến cùng thập đại gia tộc tộc trưởng mỗi người lòng đầy cam phẫn mang theo ý niệm không thể dao động tuy thập đại gia tộc ở linh giới đứng sừng sững nhiều năm kiêu ngạo đã quen nhưng ở trước mặt trái phải rõ ràng vẫn có thể phân biệt tinh tường tu la vương đáng sợ các ngươi không có thấy tận mắt qua căn bản tưởng tượng không đến thực lực của hắn cho dù tất cả tiên quân cộng lại cũng không thể đối kháng sắc mặt của đạm đài mạc vân khó coi hắn và tu du Tầu là huynh đệ đều từ thượng cổ sống sót tới nay tự mình trải qua đại kiếp nạn lần trước đối với tu la vương đáng sợ khắc sâu ấn tượng cho dù thắng không nổi cũng phải chiến chết cũng vô hối đúng vậy chết cũng vô hối mọi người đồng loạt quát rất tốt thấy thái độ của mọi người đạm đài mạc vân đứng lên đã như vậy chúng ta lập tức triệu tập tất cả cường giả của thập đại gia tộc lại bố thành đại trận ầm ầm hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên hai thân ảnh giao chiến từ đằng xa lao đến nắm đấm đụng một cái Cửu tiêu cung không ngừng run rẩy đó là ai rõ ràng chiến đấu đánh đến nơi này thật mạnh tuy tiện động một cái thiên địa nghiền nát cái gì cũng ngăn ngăn không được cái này tiên quân cũng không có mạnh như vậy à chứng kiến hai người chiến đấu tất cả mọi người sững sờ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin là nhiếp vân đột nhiên một gia chủ nhận ra bóng người trong chiến đấu lên tiếng giống to nhiếp vân a à, một người khác là là tu la vương nương theo nhiếp vân được nhận ra đối tượng giao thủ với hắn cũng bị nhận ra được toàn bộ cường già ở cửu tiêu cung há miệng con mắt sắp lồi ra giật mình nói không ra lời nhiếp vân đang cùng tu la vương chiến đấu hơn nữa đánh cho hừng hực khí thế cái này đến cùng chuyện gì xảy ra tu la vương cường đại đã gieo ở trong lòng mỗi người đoạn thời gian trước nhiếp vân ngay cả tiên quân cũng không có đạt tới mặc dù có chút kỳ ngộ dù sao thực lực có hạn làm sao có thể chiến đấu với tu la vương bất kể nói thế nào nhiếp vân là nhân loại chúng ta phải trợ giúp hắn đối kháng tu la vương mọi người chuẩn bị xong chưa bài trận ngắn ngủi giật mình đạm đài mạc vân đứng dậy trên ý thiêu đốt tuy trước kia có mâu thuẫn với nhiếp vân nhưng đó là dựa theo tu du tẩu bàn giao tiến hành tôi luyện thiếu niên này cả hai bản thân không có đại thù hơn nữa hôm nay thời điểm sống còn mặc dù có cửu oán cũng có thể tạm thời để ở một bên đạm đài mạc vân phân phó một tiếng kết quả lại phát hiện tất cả mọi người lặng lặng đứng ở nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Như thế nào, các người mới vừa nói xong, nhưng chính thức gặp được Tu La Vương liền không dám chiến đấu sao? Sắp mặt trầm xuống, trong nội tâm đạm đài mạc vân sinh ra ngọn lửa vô danh. Đám người kia mới vừa rồi còn lời thể son sắt cùng Tu La Vương dốc sức liều mạng, nhưng bây giờ mỗi người lại không nhúc nhích, không khỏi hơi quá đáng à. Không phải, đạm đài mạc vân đại nhân, giống như, giống như nhất vân đại nhân không có hại chịu thiệt, có hại chịu thiệt là Tu La Vương à. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm yếu ớt đáp lại cái gì có hại chịu thiệt là tu la vương đạm đài mạc vân lại càng hoảng sợ cùng tu la vương chiến đấu mặc dù long hoàng năm đó cũng chiếm không đến thượng phong bởi vậy chứng kiến hai người chiến đấu ý thức chủ quan cho rằng nhất vân là kẻ yếu bị đuổi đánh lúc này nhìn kỹ lại quả nhiên không phải như vậy nhất vân vốn ngay cả hắn cũng không bằng uy phong lẫm lẫm mỗi một quyền đều làm tu la vương không cách nào ngăn cản liên tiếp lui về phía sau hai người giao chiến phần lớn thời gian là tu la vương lui về phía sau tránh né đích thật là nhất vân chiếm được thượng phong nhất vân đánh tu la vương đảo tẩu ta không nhìn lầm a à. dùng sức văn vê trong mắt đạm đài mạc vân cảm thấy thiên lôi trận trận sắp muốn điên rồi đuổi theo tu la vương đánh đây chính là sự tình vô số kỷ nguyên chưa từng có người nào làm được hắn làm sao làm được ầm ầm hắn đang giật mình nhất vân cùng tu la vương giao chiến đã xé rách không gian thẳng tắp bay đi xa xa rất nhanh biến mất ở trước mặt mạc vân tiền bối chúng ta làm sao bây giờ hai đại cao thủ giao chiến ly khai cửu tiêu cung rất lâu một lát sau có gia chủ nhỏ giọng hỏi nhiếp vân rõ ràng đuổi theo tu la vương đánh đây chính là tiêu chí nhân đạo trung hưng xem ra chúng ta chiến thắng ở trong tầm tay đi truy đi xem một chút hai mắt đạm đài mạc vân thả ra tinh quang cười ha ha dưới chân di chuyển thẳng tắp bay về phía hai người vừa biến mất chúng ta cũng đi xem những người khác cũng ý thức được điểm ấy, cả đám mặt mày hớn hở, theo sát đuổi theo. Trước kia Tu La Vương xuất hiện, mỗi người cảm thấy bất an, không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại rõ ràng có người có thể đuổi theo hắn đánh, phần ủng hộ này thật sự quá lớn. Phật giới, Linh Sơn Thích giả Phật tổ khoanh chân ngồi trên tòa sen cao lớn, nhìn thoáng qua rất nhiều Phật tổ ở phía trước. Tu La Vương đi hồn thiên thế giới, một khi để cho hắn luyện hóa ám ma chi tâm, mặc dù ta cũng ngăn không được, đến lúc đó nhất định sẽ xong rồi cửu thiên thập địa đổ sát diệt thế hắn trộm đi bồ đề thụ của chúng ta đã gieo xuống nhân quả nếu phật giới chúng ta nhường nhịn cuối cùng nhất định khó thành chính quả chư vị thời khắc quyết chiến sắp đến rồi lần trước phật giới chúng ta không tham dự chiến đấu là vì bố trí phật giới củng cố phật giới lần này quyết không thể lùi bước a à di đà phật có thể cứu chúng sinh chăm chết vô hối chúng ta tu phật là vì phổ độ chúng sinh chúng sinh ở trước mắt tử vong mà không cứu cho dù thành tựu chính quả lại có tác dụng gì phật tổ yên tâm vì sinh linh của thiên địa lục đạo chăm chết vô hối rất nhiều phật tổ khoanh chân ngồi ở đài sen cả đám thần thái nghiêm túc và trang trọng trong ánh mắt mang theo kiên định tuy lần trước phật giới không có tham gia đối kháng tu la vương nhưng không có nghĩa là bọn hắn sợ chết ngược lại bọn hắn vì mục tiêu cam tâm chịu nhục không tiếc bị người thoá mạ chửi bới rất tốt bây giờ chúng ta bắt đầu bố trí đến lúc đó ta sẽ đích thần hấp dẫn tu la vương đến đây chư vị có thể cùng ta chung một chỗ hóa thân phật giới phong ấn hắn thích giả phật tổ thỏa mãn gật đầu nguyện đi theo ngã phật chúng phật tổ gật đầu không tốt rồi phật tổ thấy sĩ khí cổ động không sai biệt lắm thích giả phật tổ đang định nói tiếp đột nhiên một phật đà mặt mũi tràn đầy sốt ruột bay tới chuyện gì bối rối như thế tu phật chủ trương nội tâm hỉ nộ không lộ bối rối như thế làm sao thành phật thích giả phật tổ nhớ mày là ta sai rồi người đến vội cúi đầu công pháp phật môn chú ý nội tâm vững vàng an ổn như thái sơn vội vàng hấp tấp khó thành chính quả chuyện gì nói đi thấy hắn nhận thức sắc mặt của thích giả phật tổ mới khá hơn một chút hỏi tu la vương tu la vương đi vào phật giới rồi người đến vội hỏi phù phù phật tổ thiếu chút nữa từ tòa sen rơi xuống mạnh mẽ đứng dậy người nói cái gì tu la vương đến phật giới sao không nói sớm mặt mũi tràn đầy lo lắng thích giả phật tổ vòng vo hai vòng mặt mũi tràn đầy sốt ruột như thế nào sẽ đến nhanh như vậy không phải đám người tu du tẩu đi ngăn trở sao nhanh như vậy liền tới chẳng lẽ đã thất bại nguy rồi phật giới còn không có triệt để chuẩn bị tốt lúc này hắn đi vào mọi thứ đều kiếm củi ba năm theo một giờ thích giả phật tổ không ngừng xoay quanh cảm thấy trận trận bất an đối mặt quái vật như tu la vương chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng ngồi không yên đúng rồi hắn tới đây làm gì ngươi là như thế nào phát hiện nôn nóng một hồi nghĩ đến điểm mấu chốt thích giả phật tổ hỏi hắn không phải đến một người đang cùng người nào đó chiến đấu trong chiến đấu sẽ toang bình chướng đến nơi này người đến trả lời cùng người khác chiến đấu chẳng lẽ là tu du tẩu nguy rồi tu du lão đầu khẳng định không phải đối thủ đi mọi người đi cùng ta sắc mặt thích giả phật tổ trầm xuống bàn tay vung lên lăng không bay ra ngoài ầm ầm vừa dừng lại liền chứng kiến nhiếp vân cùng tu la vương đang chiến đấu hai người ngươi tới ta đi quay cuồng không ngớt tán phát ra lực lượng để cho không gian tầng tầng nghiền nát toàn bộ phật giới giống như bị hủy diệt núi cao phá hủy dòng sông khô cạn thực lực của hai bên giao thủ quá mạnh mẽ dù chỉ là một ít dư âm phát ra cũng không phải tiên quân bình thường có thể thừa nhận là nhiếp vân hắn đang cùng tu la vương chiến đấu hơn nữa chiếm thượng phong thích giả phật tổ nhìn rõ ràng tình huống trước mắt dùng sức nháy nháy miệng khó có thể khép lại đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra như thế nào có chút không rõ ràng lắm a? À? không phải thực lực của Nhất Vân rất yếu ngay cả hai thành lực lượng của hắn cũng không thắng nổi sao làm sao có thể cùng Tu La Vương đánh kịch liệt như thế hơn nữa Tu La Vương đã là xích thiên cảnh còn liên tiếp bại lui ta đã biết là lực lượng quán thâu Nhất Vân khẳng định tiếp nhận lực lượng của bọn người tu du tàu quán thâu lúc này mới có thể đột nhiên tăng mạnh nhìn một hồi thích giả Phật tổ hiểu được hắn và tu du tàu tương giao nhiều năm biết rõ một ít thủ đoạn của đối phương loại năng lượng quán thâu này là một loại bí pháp cực kỳ thâm ảo chỉ là tuy lợi dụng quán thâu lấy được lực lượng khổng lồ lại có đủ loại xung đột sao nhiếp vân vận dụng tinh diệu như thế phảng phất như thực lực của hắn vậy nhiếp vân phật tổ vị kia là nhiếp vân giết chết tây di phật tổ sao phật tổ khác cũng chạy tới chứng kiến chẳng cảnh trước mắt cả đám kinh ngạc đến ngây người vì đối kháng tu la vương Phật giới bọn hắn chịu đựng vô số tủi nhục, vừa khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Tu La Vương lần nữa tiến vào Phật giới, là loại cục diện này. Bị người đánh không đường có thể trốn. Có thể bức Tu La Vương thành như vậy, vị nhất vân này cũng quá cường đại đi. Tình huống đồng dạng cũng xuất hiện ở địa phương khác của thiên địa lục đạo, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nhất vân, phảng phất như hắn biến thành chúa cứu thế, vô cùng trói mắt. Thiên địa lục đạo vô số sinh linh hân hoan tung tăng như chim sẻ, chúc mừng có người có thể đối kháng được tu la vương thiên địa sẽ miễn đại tai nạn chiến đấu ở trên không trung cũng rốt cục đạt đến ngay cấn đáng giận bị Nhất vân liên tục dùng trọng quyền đánh chúng tu la vương phát ra gào thét thật dài đường đường tu la vương bị người truy đánh ngay cả năng lực phản kháng cũng không có mà tổn hao nhiều a à. nhưng người trước mắt này hắn lại không có biện pháp chút nào vô luận loại chiêu số nào ở trong mắt đối phương đều cực kỳ đơn giản sớm có thể dự phán để cho hắn vô cùng bề khuất nằm mơ cũng không nghĩ tới võ đạo sư đạt tới xích thiên cảnh sẽ có sức chiến đấu cường đại như thế Nhất vân ngươi không nên ép ta ép ta ta sẽ lập tức triệu hoán tu la loại thực lực này của ngươi không có gì ta không tin những người khác của thiên địa lục đạo có thể chống đỡ được tu la vương vừa lui về phía sau vừa phát ra gào rú hắn là thực bị ép lực lượng của đối phương cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu chưa số lại như biển sâu vô cùng vô tận sâu không thấy đáy để cho hắn là lão quái vật sống vô số năm cũng vô cùng đau đầu triệu hoán ta không tin triệu hoán tu la người không cần trả giá thật nhiều người có thể thỏa thích triệu hoán ta tuyệt đối sẽ ở trong quá trình ngươi triệu hoán đánh chết người không để ý tới uy hiếp của hắn nhấp vân hử lạnh một tiếng lao đến lại là một quyền ngươi tu la vương liên tiếp lui về phía sau tránh thoát công kích của hắn tức giận đến toàn thân run rẩy đối phương nói không sai tuy hắn có thể không hạn chế triệu hoán tu la nhưng cũng phải trả giá thật nhiều cần lực lượng trong cơ thể duy trì hiện tại không phải đối thủ của đối phương vạn nhất triệu hoán tu la ra để cho hắn thừa dịp hư mà vào gây chuyện không tốt thực sẽ chết ở chỗ này đáng giận dầu muối không tiến bất luận lời nói đầu độc nào đối với hắn cũng vô dụng tại sao có thể có quái thai như vậy từ khi tu la vương ta sinh ra đời còn chưa từng có người nào bức ta thành như vậy đây là ngươi tự tìm biết rõ những phương pháp khác vô dụng đối với thiếu niên ở trước mắt sắc mặt của tu la vương dần dần khó coi trong ánh mắt hiện lên một đạo âm tàn người còn có thủ đoạn gì nữa liền sử dụng ra đi ta cũng muốn nhìn một chút tu la vương nổi tiếng chư thiên đến cùng có bản lãnh gì đối với uy hiếp của hắn nhiếp vân mặc kệ lực lượng trong cơ thể bành trướng để cho hắn biến thành cự nhân chống trời nhất cử nhất động không bàn mà hợp thiên ý mang theo uy lực làm cho không người nào có thể ngăn cản bọn người tu du tổ quán thâu để cho thực lực của hắn trong thời gian ngắn đạt đến xích thiên cảnh loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu có loại hương vị không chế chư thiên chỉ cần nguyện ý bằng vào thực lực bây giờ có thể tùy ý hủy diệt bất luận thế giới nào trong thiên địa lục đạo đã có loại lực lượng này như phần mới chính thức minh bạch vì sao tu la vương đáng sợ như thế đây mới thực sự là thực lực so sánh với cái này tu vi trước kia quả thực cái gì cũng không tính